Chúng con kính bạch sư, kính thưa quý Phật tử, chiều hôm nay tại chùa An Lạc, chúng ta được diễm phúc cung đón bước chân An Lạc, trí tuệ, từ bi của sư. Sáng hôm nay sư từ tỉnh Thái Bình đáp chuyến bay hơn 9 giờ mới về tới chùa. Cách đây khoảng hơn một tuần, thầy thỉnh sư quan lâm về chùa An Lạc để chia sẻ pháp cho quý Phật tử. Sư hứa khả thầy vui hơn một tuần nay. Kính thưa sư, là hơn một tuần nay trong các thời khóa con đều khuyến khích quý Phật tử ráng sắp xếp chiều hôm nay để trở về để được đảnh lễ, nhất là nghe pháp nơi sư. Trong bài pháp chiều hôm nay, sư sẽ chia sẻ cho quý vị Phật tử cái chủ đề là phương pháp thực tập thiền hơi thở bằng kinh nghiệm tuệ giác từ tâm của sư. Quý vị sẽ được thấy những lời dạy sâu sắc, vi diệu, thậm thâm của Đức Phật qua chư tăng hành trì, tuệ giác của quý ngài sẽ truyền trao đến quý vị. Quý Phật tử chúng con ở đây đang nóng lòng mong chờ và khát khao được nghe sư giảng pháp, cũng như là sư sẽ chỉ cho quý vị cái kỹ thuật hành thiền hơi thở, và cuối giờ sư sẽ chỉ cho quý vị cách hành thiền xong và sẽ có thời khóa thực hành thiền hơi thở luôn. Thầy xin giới thiệu đến quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa chiều hôm nay là sư Thanh Minh, trụ trì chùa Phúc Minh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Giờ phút này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cùng thỉnh sư khai pháp. Mời tất cả các Phật tử cùng niệm Nam Mô Tát Sa ba lần trước khi sư vào giảng thời pháp. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thì hôm nay là lần đầu tiên sư đến chùa An Lạc và nhận lời mời của đại đức trụ trì cũng như là các Phật tử mà tu tập ở tại chùa đây, thì cũng có quen biết ở chỗ chùa sư, thì cũng có mời sư về đây để chia sẻ với toàn thể quý Phật tử về tham gia khóa tu một ngày hôm nay. Thì cái bài pháp mà sư sẽ chia sẻ với quý vị đó là bài pháp về phương pháp thực hành thiền niệm hơi thở. Thì trong cái bài pháp mà sư sẽ chia sẻ đến tất cả quý Phật tử hôm nay, thì sư sẽ nói về ba cái ý chính, ba cái vấn đề. Thứ nhất đó là tại sao chúng ta phải thực hành thiền. Cái ý thứ hai là sư sẽ nói về cái phương pháp thực hành thiền niệm hơi thở như thế nào. Và cái ý thứ ba thì sư sẽ nói về mình thực hành thiền niệm hơi thở để làm gì. Đấy là ba cái ý chính mà sư sẽ chia sẻ với toàn thể các Phật tử trong cái bài pháp chiều hôm nay.
Thì trước tiên thì cái ý thứ nhất sư muốn nói là tại sao chúng ta cần phải thực hành thiền. Thì bởi vì rằng là nếu như chúng ta mà có cái sự học về cái giáo pháp của Đức Phật thì mình biết rằng là Đức Phật dù có nói rất là nhiều cái pháp môn khác nhau, nhưng mà chỉ có trong cái giáo pháp của Đức Phật chỉ có một cái mục đích duy nhất, đó là hướng đến giải thoát khổ đau. Cho nên Đức Phật nói rằng là trăm con sông hay là nước biển mênh mông thì chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Thì cái giáo pháp của Đức Phật dù có phân chia ra thành rất là nhiều những cái pháp môn khác nhau, nhưng mà chỉ có một cái vị duy nhất, đó là vị giải thoát khỏi khổ đau. Vậy thì ở trên cuộc đời này, ai mà mình đã từng trải nghiệm hay là mình đã từng thấy được cái nỗi khổ đau như là cái khổ về sinh già bệnh chết, hay là sầu bi khổ ưu não, những cái khổ ở trên cuộc đời có thể mình thấy được, mình cảm nhận được, nhưng mà cũng có những cái khổ mình không thấy, không cảm nhận được, mà phải thông qua cái lời dạy của Đức Phật mình mới biết được rằng ngoài những cái gì mình có thể thấy bằng các cái giác quan này, còn có nhiều những cái mà chỉ có trí tuệ mới thấy được. Thì chỉ có Đức Phật là một bậc đã giác ngộ, có được một cái trí tuệ tuyệt đối, cho nên Đức Phật mới thấy được những cái điều nó sâu xa hơn. Đức Phật mới thấy được những cái con đường nào đi đến cái hạnh phúc tuyệt đối và cái con đường nào sẽ dẫn đến cái khổ đau. Thì ngoài những cái khổ đau mà mình có thể cảm nhận được ở trong cuộc sống này, còn có những cái nỗi khổ đau ở các cái đọa xứ như là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Và những cái điều đó thì chỉ có người học Phật thì mình mới nghe cái sự giáo, những cái lời giảng dạy của Đức Phật, mình có thể thấy được những cái nỗi khổ đó. Và cái con đường tu tập là để giải thoát khỏi những cái nỗi khổ. Thì nguyên nhân tại sao lại có những cái nỗi khổ ấy, thì đó chính là do cái tâm ô nhiễm của tất cả chúng sinh. Thì ở trên đời này có những cái người nào ô nhiễm nhiều thì sẽ khổ nhiều. Cái người nào mà có cái tâm ô nhiễm ít thì sẽ khổ ít. Cái người nào mà có cái tâm thanh tịnh nhiều thì đạt được cái sự an lạc nhiều. Cái người nào mà có cái tâm thanh tịnh ít thì đạt được cái sự an lạc ít. Cho nên là trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói nên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Thì cái tâm của mình nó mà ô nhiễm thì khi mà mỗi một cái lời nói mình nói ra, đó cũng là một cái lời nói ô nhiễm. Tức là mình đang tạo những cái ác nghiệp từ những cái lời nói, từ những cái hành động mà mình phát sinh ra từ cái tâm ô nhiễm. Đó sẽ là những cái ác nghiệp, những cái tội lỗi. Do mình tạo những cái ác nghiệp, những cái tội lỗi đấy là mình đang gieo một cái nhân khổ đau cho tương lai. Cho nên là có những chúng sinh sinh ra ở trên đời này luôn gặp những cái sự khổ đau về thân hay là khổ đau về tinh thần. Có những chúng sinh thì phải sinh về cái cõi thuần thọ khổ, như là các cảnh giới địa ngục, súc sinh, ngã quỷ. Thì nhìn trên cuộc đời này mình sẽ thấy có nhiều cái nỗi khổ, mà những cái nỗi khổ đấy nó có cái nguyên nhân chính là từ cái tâm ô nhiễm của chúng sinh. Thì cũng vậy, Đức Phật cũng dạy cái câu Pháp Cú là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói nên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Vậy thì nếu như mà một người có cái tâm thanh tịnh thì cái người đấy sẽ nói lên cái lời gì, sẽ là một cái lời nói thanh tịnh, một cái lời nói thiện lành, tạo ra cái công đức phước lành. Cái tâm thanh tịnh ấy mà phát sinh ra một cái hành động nào thì
thì đó sẽ là một cái hành động phước lành, một cái hành động tạo ra những cái nhân an vui hạnh phúc cho cả đời này và cho cả đời sau. Thì nó có những cái nghiệp nhân, cái quả báo, gieo nhân đời trước thì nó cho ra cái quả ở đời này. Vì vậy nên là một cái người mà hiểu sâu sắc về cái giáo pháp của Đức Phật thì mình sẽ không có trách trời, trách đất hay trách bản thân mình hay trách ai, mà mình trách cái tâm của mình. Nó ô nhiễm thì nó tạo ra cái khổ đau. Còn nếu như mà mình thấy bản thân mình hay tất cả những chúng sinh, những người khác có cái sự hạnh phúc an này thì cũng không phải ai ban cho, cũng không phải là do tự nhiên mà có cái sự an vui đó, mà đó là do cái người đó biết cách gột rửa, làm cho cái tâm được thanh tịnh, cho nên họ đạt được cái sự an vui như vậy. Thì một cái mức độ ô nhiễm của chúng sinh nó khác nhau, mà cái mức độ thanh tịnh của các chúng sinh nó khác nhau. Cho nên là khi Đức Phật thành đạo thì Ngài quan sát căn cơ của chúng sinh, thì Ngài thấy là tất cả chúng sinh phần lớn là bị cái ô nhiễm, những cái phiền não, những cái tâm bất thiện nó chi phối, cho nên rất khó có thể giác ngộ, có thể hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật. Mặc dù vậy nhưng mà vẫn có những chúng sinh có ít phiền não, ít ô nhiễm, như hoa sen đã ro khỏi bùn. Và những cái chúng sinh ấy có thể hiểu được, có thể giác ngộ được cái giáo pháp của Đức Phật. Cũng chính vì vậy cho nên Đức Phật đã thuyết giảng giáo pháp, đã đi thuyết pháp để phổ độ chúng sinh. Thì cái mục đích cái giáo pháp của Đức Phật nói ra là để cho mọi người thấy được cái tâm ô nhiễm của mình, và người có cái tâm ô nhiễm biết nó là tâm ô nhiễm. Cũng giống như một cái người có cái bệnh ở trên thân này, mình biết rằng thân mình có bệnh. Khi mà mình biết, mình tìm ra được cái nguyên nhân mà nó phát sinh ra bệnh thì mình cũng biết cách đối trị, biết cách chữa trị cái bệnh đấy cho nó được lành. Cũng như vậy, một cái người mình có cái bệnh về tâm mà mình biết được cái nguyên nhân sinh ra những cái bệnh về tâm thì mình cũng có những cái phương pháp để mà chữa trị cho nó lành cái tâm bệnh, để cho cái tâm ấy nó được thanh tịnh ra. Thì đó chính là cái con đường thực hành thiền. Và chỉ có cái con đường thực hành thiền sẽ làm cho cái tâm của mình càng ngày nó càng thanh tịnh ra. Cái con đường thực hành thiền sẽ mỗi ngày làm cho cái ô nhiễm giảm bớt đi. Cái tâm ô nhiễm giảm bớt đi, cái tâm thanh tịnh nó tăng trưởng lên. Và phải thực hành như vậy cho đến khi nào mình có thể đoạn trừ một cách hoàn toàn tuyệt đối, dứt bỏ được tất cả những ô nhiễm nó ngủ ngầm ở trong tâm, và làm cho cái tâm trở nên thanh tịnh một cách hoàn toàn tuyệt đối, giống như Đức Phật. Thì Đức Phật đã gột rửa, đã diệt trừ được tất cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm, không còn một chút mảy may. Ngay cả đến những cái tập khí, những cái tiền khiên tật từ nhiều đời nhiều kiếp cũng không còn dư sót một chút nào. Hay là các bậc A-la-hán là những người đã diệt trừ hết tất cả những cái tâm ô nhiễm đấy, và đã trở thành những cái bậc thánh nhân. Thì cái người mà gột rửa hết cái tâm ô nhiễm, cái tâm nó tỏa sáng, thì cái người đấy sẽ thấy được các sự thật. Cái tâm trong sáng thì mình mới thấy được các sự thật, mà các sự thật đấy thì được gọi là giác ngộ. Một người nào mà thấy các cái sự thật thì được gọi là giác ngộ. Một cái người giác ngộ thì cái người đấy giải thoát khỏi cái cấu uế phiền não, giải thoát khỏi khổ đau, giải thoát khỏi luân hồi tái sinh. Đó chính là cái lý do, nguyên nhân tại sao mà chúng ta cần phải thực hành thiền. Thì thực hành thiền là để gột rửa những cái cấu uế ngủ ngầm ở trong tâm là như vậy. Thế thì cái con đường thực hành thiền, Đức Phật sẽ dạy có rất là nhiều cái phương pháp, nhưng nói chung lại thì có hai cái pháp thiền, đó là thiền tuệ và thiền định. Thế thì cái con đường mà để đi đến đoạn trừ tất cả những cái ô nhiễm ở trong tâm đó là thiền tuệ. Nhưng mà muốn phát sinh ra được trí tuệ thì cần phải có một cái tâm nó được thanh tịnh, định tĩnh. Cho nên là nếu mà đi theo một cái lộ trình tu tập tuần tự từ thấp đến cao, thì một cái vị đấy cần tu tập về giới, nhân giới sinh định,
nhân định sinh tuệ, tức là vì nó cần có cái sự giữ giới thanh tịnh, rồi sau đó mới hướng lên tu tập cái pháp tăng thượng tâm, làm cho cái tâm của mình nó được định tĩnh thanh tịnh. Thì khi mà đạt được cái tâm nó thanh tịnh rồi thì sau đó mới phát triển đến cái pháp về thiền quán, để thấy được các pháp như nó thật sự là, tức là thấy được sự thật của các pháp. Thì đó chính là cái lộ trình tu tập. Thì trong cái sự thực hành về thiền định thì Đức Phật dạy rất là nhiều cái pháp thực hành thiền định khác nhau. Mình có thể chọn một cái phương pháp nào đó mà mình cảm thấy ưa thích, cảm thấy phù hợp, thì mình cũng có thể tự mình lựa chọn. Nếu như một cái người đấy có được một cái kiến thức pháp học sâu rộng, hay là có những cái vị thầy có kinh nghiệm về pháp học, pháp hành đã từng hướng dẫn, mà mình nắm được nhiều cái phương pháp tu tập, mình có thể tùy ý tự chọn một cái pháp môn tu tập về thiền định, sau đó chuyển sang thiền tuệ. Nhưng mà có một cái pháp thiền định mang tính phổ thông nhất, một cái pháp thiền mang tính phổ thông mà cũng được chính bản thân Đức Phật từng thực hành. Và Đức Phật cũng đã từng dạy cho rất nhiều vị đệ tử của mình thực hành, và còn được lưu truyền ở trong rất là nhiều các cái bài kinh trong kinh Nikaya. Đó là thiền niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Thì đó cũng chính là cái kinh nghiệm mà đã thực hành của chính Đức Phật khi Ngài còn là Bồ Tát. Năm lên 7 tuổi, Ngài cũng sau khi mà tham gia cái lễ hạ điền, thì lúc đấy Bồ Tát Siddhartha ngồi ở dưới cây hồng táo, thì Ngài không có tham gia những cái trò vui ở thế gian, mà Ngài ngồi chú tâm vào hơi thở. Và trong lúc đấy Ngài cũng chứng đắc được sơ thiền. Đó cũng là cái kinh nghiệm đầu tiên. Mà sau này khi mà vị Bồ Tát đó lớn lên, Ngài có lập gia thất, rồi Ngài từ bỏ cái đời sống về thế gian, Ngài đi tầm sư học đạo. Thì trong cái thời kỳ đầu đi tầm sư học đạo, thì Bồ Tát Tất Đạt Đa đã từng học những cái pháp thiền định với hai vị thầy. Và vị đấy đã tu tập được những cái pháp thiền sắc giới, vô sắc giới. Tức là từ cái tầng thiền sắc giới, như là một vị tu tập chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là những cái tầng thiền sắc giới. Rồi từ những cái tầng thiền sắc giới đó tu tập để chứng đến các tầng thiền vô sắc, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì đó là cái kinh nghiệm thực hành về thiền định khi mà Bồ Tát Siddhartha đi tầm sư học đạo. Và sau đó thì Ngài cũng không tìm ra cái con đường giác ngộ từ cái pháp thiền định đấy. Thì trải qua 6 năm tu khổ hạnh, những cái pháp tu khổ hạnh nín thở hay là những cái pháp nhịn ăn, nó không đem đến cái sự giải thoát và giác ngộ tuyệt đối. Và lúc đấy Bồ Tát Siddhartha đã nhớ đến cái kinh nghiệm thuở còn thơ ấu, còn niên thiếu lúc lên 7 tuổi, đó là nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Và cũng lúc đấy đã chứng được sơ thiền. Thì lúc đấy Bồ Tát Siddhartha đã ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và tiếp tục thực hành thiền hơi thở. Thì trong cái sự thực hành thiền hơi thở đấy, Ngài đã nhập vào các tầng thiền một cách dễ dàng và nhanh chóng, vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi từ cái năng lực của cái pháp thiền định, cái với cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, nhu nhuyễn, vững chắc đấy, thì Bồ Tát hướng tâm về quá khứ. Thì lúc đấy Ngài thành tựu được túc mạng minh. Ngài nhớ ra rất nhiều những cái đời kiếp quá khứ của mình. Một đời, hai đời, 10 đời, 20 đời, 100 đời, hàng ngàn đời, hàng trăm ngàn đời. Nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp. Ngài có thể nhớ được những cái kiếp quá khứ đấy một cách đại cương hoặc là chi tiết. Thì đó là cái năng lực của thiền định. Nhờ thiền định mà có thể nhớ về những kiếp quá khứ một cách dễ dàng. Nhưng đấy chưa phải là con đường giác ngộ, chưa phải là con đường giải thoát hoàn toàn. Cũng nhờ cái năng lực thiền định đấy, Ngài muốn biết là một cái chúng sinh chết ở chỗ này sẽ sinh về đâu. Thì Ngài có thể thấy được điều đó. Đó là hướng tâm đến sự sinh tử của chúng sinh. Ví dụ, Ngài hướng tâm đến một vị chư thiên, Ngài quán xem vị chư thiên này do đã làm cái gì, do tạo cái nhân gì mà sinh làm chư thiên. Thì Ngài thấy những cái nghiệp nhân quá khứ của cái vị đó từng làm những cái thiện nghiệp như bố thí, cung kính, cúng dường, giữ giới, nghe pháp, hay là tu tập
những cái pháp, những cái thiện pháp, những cái phước lành ở cái cõi dục giới. Thì khi mà thân hoại mạng chung, cái chúng sinh ấy từ bỏ thân ở chỗ này sẽ sinh về chỗ kia, sẽ được hưởng cái phước ở các cái cõi thiên giới. Hay Ngài cũng có thể mở rộng cái ánh sáng của cái tâm định tĩnh đó xuống các cõi địa ngục. Ngài có thể thấy những chúng sinh ở dưới địa ngục, và Ngài cũng có thể tác ý xem những chúng sinh này do tạo cái nhân gì mà phải đọa xuống địa ngục. Thì cũng từ cái tâm, từ cái tâm định tĩnh ấy, vị Bồ Tát có thể thấy được những cái nhân quá khứ của chúng sinh dưới địa ngục, do tạo những cái ác nghiệp về thân, về lời nói, về ý nghĩ có tà kiến, hay là những cái vị đó tạo những cái ác nghiệp về thân khẩu ý, hành động theo tà kiến mà phải đọa vào những cái cõi khổ ở dưới địa ngục. Thì đó cũng là cái năng lực của thiền định. Nhờ cái tâm định tĩnh, thuần tịnh siêu nhân ấy, thì vị Bồ Tát có được cả túc mạng trí, cả thiên nhãn trí. Và cũng từ đó Ngài mới khởi lên cái ý nghĩ, vậy nguyên nhân nào chúng sinh cứ chết chỗ này lại sinh về chỗ kia? Thì lúc đấy Ngài mới quán sát, quán xét, phân tích ra những cái pháp về thiền tuệ. Đó, Ngài phân tích ra cái thân năm uẩn này, hay còn gọi là danh và sắc. Từ tại sao có già, bệnh chết là vì có tái sinh. Tại sao có tái sinh là vì có chấp thủ. Tại sao có chấp thủ là vì có tham ái. Tại sao có tham ái là vì có cảm thọ. Tức là lúc đấy Ngài quán về cái pháp duyên khởi theo cái chiều ngược của cái pháp 12, quán 12 nhân duyên. Rồi và sau đó Ngài lại quán theo cái chiều xuôi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử, già chết sầu bi khổ yêu não. Đó là cái sự tập khởi, hay đó là cái nguyên nhân của cái dòng luân hồi tái sinh. Vậy thì bây giờ muốn chấm dứt cái dòng luân hồi tái sinh đó thì cần phải diệt trừ được vô minh. Vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc mới diệt, danh sắc diệt thì xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử sầu bi khổ yêu não cũng sẽ diệt theo. Thì đó là phải quán được cái tính sanh diệt của cái thân năm uẩn này, thì vô minh sẽ được diệt trừ và trí tuệ sẽ sinh khởi và sẽ chấm dứt được cái dòng luân hồi tái sinh. Thì cũng từ cái sự quán xét, quán sát, tuệ quán tư duy như thế, cho nên là vị Bồ Tát trong cái canh thứ ba, trong cái đêm thành đạo ấy, Ngài đã chứng được nậu tận minh. Thì lúc đấy Ngài đã thành tựu được một bậc, thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ của một bậc A-na-hán chánh đẳng chánh giác, mới chính thức trở thành một cái vị Phật. Ngài là một vị giáo chủ đã thuyết giảng ra cái giáo pháp, cũng đi đến cái sự giác ngộ giải thoát ở trên thế gian này. Thế thì đó là cái nguyên nhân tại sao mà chúng ta cần phải thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở. Vì đó là cái pháp mà Đức Phật cũng đã từng có cái kinh nghiệm tu tập, và Đức Phật cũng đã từng thuyết giảng cái bài pháp về thiền niệm hơi thở này ở trong những cái bài kinh rất là nổi tiếng hay rất là quan trọng trong các kinh điển Nikaya, như là kinh Tứ Niệm Xứ, hay kinh Quán Niệm Hơi Thở, hay là cái bài kinh Giáo Giới Rahuna. Thì Đức Phật cũng đã giảng giải những cái pháp về thiền niệm hơi thở này. Thì Đức Phật giảng rằng một cái vị mà tu tập cái thiền niệm hơi thở, thiền niệm hơi thở được tu tập, được làm cho sung mãn, tứ niệm xứ cũng sẽ được viên mãn. Tức là một cái người mà thực hành cách thuần thục viên mãn cái pháp thiền niệm hơi thở thì vị đấy cũng có thể tu tập được viên mãn về cái pháp tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ mà được tu tập, được làm cho viên mãn thì cũng sẽ làm cho thất giác chi cũng được viên mãn. Khi mà thất giác chi được tu tập một cách viên mãn thì sẽ thành tựu được minh và giải thoát cũng sẽ được viên mãn. Thì đó là cái bước mà cần phải thực hành về thiền niệm hơi thở. Vậy thì cái sự thực hành thiền niệm hơi thở này như thế nào? Thì trong kinh Đức Phật dạy là một vị ấy có thể đi đến dưới gốc cây, đi đến một cái ngôi nhà trống, hay là đi đến một khu rừng, đi đến một cái cánh đồng, hay đi đến chân đống rơm. Vị ấy gột rửa tâm tư khỏi các cái chướng ngại pháp. Tức là lúc đấy vị đấy cần phải xua đuổi những cái cấu uế phiền não ở trong tâm.
dục tham, sân hận, hôn trầm, thụy miên, trạo hối và hoài nghi. Vì ấy hãy ngồi kiết già nưng thẳng, chánh niệm trước mặt. Tức là vì ấy để cái niệm ở trước mặt, rồi chánh niệm vì ấy thở vào, chánh niệm vì ấy thở ra. Khi thở vào dài, vì ấy biết tôi đang thở vào dài. Khi thở ra dài, vì ấy biết thôi tôi thở ra dài. Khi thở vào ngắn, vị ấy biết tôi thở vào ngắn. Khi thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Thì cái pháp đầu tiên mà một cái người thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở này là mình cần phải đi tìm một cái chú xứ thích hợp, cần phải đi tìm một cái môi trường, một cái nơi thích hợp. Thích hợp ở đây là một cái nơi nào đó yên tĩnh, ít cái người đi lại, ít cái tiếng ồn ào. Thì cái chú xứ này mà có thể ở bất cứ đâu cũng được. Mình có một cái phòng thất riêng biệt, ít cái tiếng ồn ào là mình có thể thực hành thiền được. Hay là mình có thể đến tham gia những cái khóa thiền tập trung đông người ở các cái thiền viện cũng được. Mà mình đến một cái nơi thanh vắng như công viên, cánh đồng, gốc cây, ngôi nhà trống trải. Tất cả những cái nơi đấy đều là những cái nơi thích hợp, những cái nơi phù hợp để thực hành thiền. Thì khi mà mình đã có được một cái chú xứ, một cái môi trường thích hợp rồi, thì lúc đấy mình hãy ngồi giữ nưng thẳng. Đức Phật dạy là ngồi kiết già, nưng thẳng. Thì ở đây ai có thể ngồi được kiết già thì mình có thể ngồi kiết già. Nếu như mình không ngồi được kiết già, có thể ngồi bán già cũng không sao. Hoặc là ngồi hai chân bằng nhau cũng không sao. Hoặc là ngồi với cái tư thế mình đang ngồi hiện tại đây. Hay là ngồi với cái tư thế mà các sư đang ngồi trên này. Hay là ngồi như là sư đang ngồi trên ghế này cũng đều hành thiền được. Giữ lưng thẳng thì phải cố gắng luôn luôn giữ cái lưng cho nó thẳng đứng. Không nên để cho cái lưng của mình nó bị cong. Vì mình ngồi nó bị cong lưng như thế, lâu ngày nó sẽ làm cho... Nó sẽ làm bế tắc những cái sự lưu thông của máu huyết, nó sẽ sinh ra những cái sự đau nhức ở trên thân. Thì vì vậy nên là mình phải luôn luôn giữ cái lưng thẳng, giữ cái đầu thẳng, nhắm mắt hoàn toàn. Thì lúc này Đức Phật dạy là hãy để niệm ở trước mặt, tức là để cái ý thức của mình nó đang nhận biết hơi thở ở trước mặt. Thì cái người mà thực hành thiền hơi thở thì cái vị đấy chỉ cần hiểu là cái hơi thở nó là cái gì và vị trí của nó ở đâu. Thì hơi thở nó cũng là một cái làn gió, nó rất là nhẹ và nó chỉ có ở trên chóp mũi của mình, ở trên cửa mũi của mình. Mình muốn nhận biết được nó thì mình phải nhắm mắt lại. Và lúc đấy mình đóng chặt năm căn, tức là mắt mình nhắm mình không được mở, mình không được lắng tai nghe những cái âm thanh khác. Mình đóng chặt mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mình không được quan tâm đến cái hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị và những cái cảm giác ở trên thân này. Và lúc đấy chỉ còn một cái căn cuối cùng, đó là cái ý căn hay là cái ý thức của mình. Nó còn phải tỉnh táo, sáng suốt, phải có cái chánh niệm tỉnh ra để nhận biết cái hơi thở đi vào, đi ra. Thì cái hơi thở nó là cái làn gió, nó sẽ chạm vào một trong ba cái vị trí. Đó là một là nó sẽ chạm vào cái da ở chóp mũi, hay là cái da ở môi trên, hoặc là cái da ở hai bên cánh mũi. Chỉ có một trong ba cái điểm đấy. Vậy thì mình nhận biết được hơi thở thông qua cái sự xúc giác, thông qua cái sự xúc chạm. Nó giống như là bây giờ có những cái làn gió ở bên ngoài, nó xúc chạm vào cái da ở trên mặt mình. Mình biết đấy là có gió. Gió nó không có hình sắc, nó không có màu sắc, không có hình dáng. Thì cái hơi thở nó cũng giống y như thế. Nó cũng giống như một cái làn gió, nhưng nó rất là mong manh, nó rất là vi tế, nó rất là nhẹ nhàng. Nó cũng sẽ xúc chạm vào cái da, nhưng nó chỉ xúc chạm vào ba điểm. Đó là chóp mũi, môi trên hoặc hai bên cánh mũi. Vậy thì cái sự thực hành thiền hơi thở, mình cần phải để tâm vào một trong ba điểm đấy. Một là mình hướng tâm lên chóp mũi, thì sẽ thấy cái hơi thở nó đi vào đi ra, nó chạm vào cái da ở trên cái chóp mũi. Hoặc là mình hướng tâm xuống cái môi trên này, mình sẽ thấy cái hơi thở nó đi vào đi ra, nó cũng sẽ chạm vào cái da ở môi trên. Hoặc mình để tâm ở hai bên cánh mũi, mình sẽ thấy hơi thở đi vào đi ra, nó sẽ xúc chạm vào cái da ở hai bên cánh mũi. Thì cái nhiệm vụ của mình đó là chỉ có nhận biết hơi thở, chỉ đơn thuần như thế, chỉ ghi nhận nó như thế, mà mình không cần phải
phân tích, không cần phải đánh giá, không cần phải suy luận gì về hơi thở đó cả. Mình chỉ cần biết cái đặc tính của hơi thở, đó là nó vào thì mình biết nó vào, nó ra thì mình biết nó ra. Hơi thở vào dài, ra dài thì mình biết nó vào dài, ra dài. Nó dài ở cái gì? Cái hơi thở ấy, nó dài là nó dài ở cái thời gian. Ví dụ như có những cái lúc mình cần có một cái lượng oxy nhiều thì mình sẽ hít một hơi thở dài. Nó sẽ, thì cái hơi thở đấy nó sẽ kéo dài cái thời gian đi vào và kéo dài cái thời gian đi ra. Thì mình quan sát là quan sát về thời gian của cái hơi thở nó đi vào đó và hơi thở đi ra đó. Nó vào chậm chậm, nó ra chậm chậm. Thì đó là hơi thở vào dài, ra dài. Chứ mình không được theo cái hơi thở đi xuống dưới bụng mình, không được theo cái hơi thở đi ra xa bên ngoài, đi ra khỏi cái chóp mũi, mà cái tâm của mình vẫn để ở sát cửa mũi này. Và mình chỉ biết cái thời gian nó đi vào và đi ra, nó chậm chậm, nó ra chậm chậm, đó là hơi thở vào dài, ra dài. Có những lúc thì mình cần một cái lượng oxy rất là ít, cho nên là cái hơi thở nó chỉ thoáng thoáng đi vào, thoáng thoáng đi ra. Vậy thì nó vào rất nhanh, nó ra rất nhanh. Thì đó là hơi thở vào ngắn, vị ấy biết là hơi thở vào ngắn. Hơi thở ra ngắn, vị ấy biết là hơi thở ra ngắn. Và Đức Phật dùng một cái hình ảnh để ví dụ. Đó là giống như là một cái người thợ gốm hay con của người thợ gốm. Khi vị ấy quay cái bình mà vị đó là cái người thợ gốm mà đang nặn ra cái sản phẩm ấy. Khi quay nhanh, vị ấy biết là tôi đang quay nhanh. Khi quay chậm, vị ấy biết tôi đang quay chậm. Vậy thì cũng như vậy, một cái người thực hành cái nhận biết cái hơi thở một cách thiện xảo, một cách khéo léo, một cách chăm chú, thì vậy cái hơi thở nó vào nhanh, vị ấy cũng biết nó vào nhanh, nó ra nhanh cũng biết nó ra nhanh, nó vào chậm, nó ra chậm, vị ấy cũng biết là nó vào chậm hay nó đang ra chậm. Thì đấy là cái cách thứ nhất và nhận biết hơi thở, là hơi thở vào dài, ra dài, vào ngắn, ra ngắn. Cái cách để nhận biết hơi thở nữa đó là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Thế thì cái cảm giác toàn thân của cái hơi thở là như thế nào? Và rất nhiều người sẽ bị lầm tưởng ở đây, nghĩ rằng là mình sẽ cảm nhận những cái cảm giác trên thân này kết hợp với hơi thở. Và mình nghĩ rằng đó là cảm giác toàn thân. Nhưng mà mình mà hiểu như vậy thì mình sẽ hiểu sai. Và từ cái sự thực hành hiểu sai, mình hiểu sai sẽ thực hành sai. Và lúc đấy, nếu như mình đang nhận biết hơi thở mà mình đưa tâm và mình cảm nhận những cái cảm giác trên thân này, thì cái tâm nó sẽ bắt vào một trong bốn đặc tính của tứ đại. Một là nó sẽ bắt vào phong đại. Thì lúc đấy mình sẽ thấy toàn thân mình cảm thấy nó chao đảo. Nó giống như là có rất nhiều phong, rất nhiều gió đang cuồn cuộn ở trên thân. Và mình sẽ cảm thấy nó rất là ngứa ngáy và ngồi cảm thấy nó rất là nghiêng ngả, khó chịu. Đó là do tâm mình nó bắt vào phong đại, do mình đi theo hơi thở vào trong cơ thể này, cho nên tâm nó sẽ bắt vào phong đại. Hoặc là nó sẽ bắt vào địa đại, mình sẽ cảm thấy rất là cứng hoặc nặng, hoặc mềm, hoặc mịn, hoặc nhẹ. Hoặc là nó sẽ bắt vào hỏa đại, mình sẽ cảm thấy nó lạnh hoặc nó nóng. Hay nó bắt vào thủy đại, mình sẽ cảm thấy cái thân này nó tan chảy, hay là mình cảm thấy nó giống như là một cái chất kết dính. Thì lúc đấy mình sẽ cảm thấy tứ đại bị xáo trộn và tâm sẽ bị tán loạn và rất là khó chịu. Vậy cho nên là mình không được hiểu theo cái ý nói là cảm giác toàn thân là nhận biết cái cảm giác trên thân. Mà cảm giác toàn thân của hơi thở có nghĩa là mình ấy biết rõ cái hơi thở đó một cách trọn vẹn từ đầu đến cuối. Biết rõ hơi thở từ lúc nó bắt đầu đi vào, cái đoạn giữa, cái thời điểm giữa là hơi thở nó đang đi vào. Biết được cái đoạn cuối, thời điểm cuối là hơi thở nó kết thúc cái sự đi vào. Vì ấy biết cái hơi thở đi ra cũng vậy, nó bắt đầu đi ra, thời điểm giữa nó đang đi ra và thời điểm cuối nó kết thúc sự đi ra. Vì ấy biết cái hơi thở một cách trọn vẹn từ đầu đến giữa đến cuối như vậy thì được gọi là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Thì cứ quan sát, cứ nhận biết cái hơi thở một cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhất. Thì với một cái người mà mới tập thì lúc đấy cái tâm của mình nó còn bị năng xăng, cái tâm nó còn dao động, cái tâm nó còn tán loạn.
thì cái hơi thở nó cũng bị thô thiển, nó cũng trở nên rất là rõ ràng. Và cái hơi thở nó trở nên rất là mạnh mẽ. Khi nào ngồi tập mà nó tốt hơn thì lúc đấy cái tâm nó sẽ trở nên định tĩnh dần dần. Cái tâm của mình nó sẽ do cái chánh niệm nó được thực hành liên tục thì dần dần cái tâm nó trở nên an tịnh, nó trở nên mỏng manh, nó trở nên nhẹ nhàng, vi tế. Thì cái lúc này cái tâm nó đã trở nên an tịnh. Và nếu như mà một cái người nào không có tỉnh giác, không có chánh niệm, mình sẽ cảm thấy như là không còn thấy hơi thở nữa. Và lúc đấy mình sẽ không biết tại sao hơi thở nó đi đâu. Bởi vì là cái hơi thở mỗi một lúc nó sẽ trở nên nhẹ hơn, nó sẽ trở nên mịn màng hơn, nó sẽ trở nên vi tế hơn. Cho nên Đức Phật mới dạy là an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Bởi vì cái hơi thở nó trở nên an tịnh, tức là nó trở nên rất là vi tế đi. Thì lúc đấy nó cần phải có một cái tâm chánh giác, có một cái tâm chánh niệm tỉnh giác. Tức là mình phải có một cái tâm rất là tỉnh giác. Thì lúc đấy mình mới thấy hơi thở. Cái tâm rất nhẹ nhàng, tự nhiên thì mới thấy hơi thở. Còn nếu như cái tâm của mình bị tán loạn, bị lăng xăng tạp động thì lúc đấy sẽ không thấy hơi thở rõ ràng nữa. Và lúc đấy mình cứ đi tìm kiếm hơi thở. Thì lúc này Đức Phật có dạy rằng nếu như một cái vị thiền sinh nào, một cái hành giả nào mà đang nhận biết hơi thở mà thấy cái hơi thở nó càng trở nên yếu ớt và nó biến mất, vị ấy cần tác ý, vị ấy cần suy nghĩ rằng là chỉ có một người chết mới không có hơi thở, một người còn sống thì phải có hơi thở. Chỉ có một chúng sinh sinh về cái cõi Phạm Thiên sẽ không có hơi thở, còn chúng sinh mà sinh ở cái cõi dục giới thì sẽ có hơi thở. Một cái người mà nhập vào cái thiền diệt tận thọ định thì sẽ không còn hơi thở. Hay là một cái người mà tu tập chứng đắc đến tứ thiền, một cái người nhập vào tứ thiền cũng sẽ không có hơi thở. Lúc ấy mình là một cái người sơ cơ mới tập thiền thì mình biết rằng mình là một cái chúng sinh còn sống, không phải là một cái người đã chết. Vì vậy thế cho nên nó sẽ còn hơi thở. Mình cũng chưa vào đến tứ thiền, chưa có nhập vào thiền diệt, cũng không phải là chúng sinh ở cái cõi Phạm Thiên hay là chúng sinh ở cõi vô tưởng, thì nhất định nó phải có hơi thở. Lúc đấy mình chỉ cần đưa tâm về một trong ba cái điểm xúc chạm đó, đó là chóp mũi, môi trên hoặc là hai bên cánh mũi. Thì lúc đấy để cái tâm nhẹ nhàng tự nhiên thì mình sẽ thấy hơi thở trở lại. Vậy thì trong cái thời gian hành thiền thì lúc nào mình cũng phải nhận biết hơi thở đi vào và nhận biết cái hơi thở đi ra. Thì cái sự tu tập nhận biết hơi thở ấy, sẽ có những cái người sẽ chú tâm một cách rất là chăm chú, quan sát một cách rất là rõ ràng. Có những cái người thì sẽ để tâm một cách rất là hời hợt và không có cái sự chăm chú rõ ràng. Thì cả hai cái cách thực tập như vậy sẽ không mang lại kết quả tốt. Mà cái sự thực hành, cái sự nhận biết hơi thở ấy, nó cần có một cái sự nhận biết rất là vừa phải, rất là tự nhiên. Tức là nếu như mình chăm chú quá cũng sẽ không có cái tâm nó cũng không định tĩnh được. Mà nếu như mà một cái người nào mình để cái tâm một cách nhẹ nhàng hời hợt quá, nó cũng không đắc định được. Vậy thì mình cần phải tu tập như thế nào để làm cho nó đắc định? Thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở này thì nó chỉ có được cái kết quả nếu như mình có thể tu tập làm sao, tu tập như thế nào để cho nó đắc được định. Mình có thể tu tập đắc định không khó khăn bằng cái cách đó là mình luôn luôn giữ được cái tâm ở cái mức độ quân bình, ở cái mức độ trung bình vừa phải. Nếu như một cái người nào mà có cái kinh nghiệm đánh đàn, vì đó có thể khi mà dùng cái dây đàn ấy, nó quá căng thì nó sẽ không phát ra cái âm thanh vi diệu, tức là cái âm thanh mà ngân nga hay nhất. Hay là một cái người mà dùng cái tiếng đàn, cái dây đàn đó mà quá trùng thì nó cũng không phát ra được cái âm thanh hay. Mà nếu như cái vị đó biết điều chỉnh cái dây đàn nó không căng, không trùng thì cái vị đấy sẽ đánh được những cái bản nhạc, những cái tiếng đàn hay nhất. Cũng như vậy, vậy thì một cái người nào mà thực hành cái thiền niệm hơi thở, nếu như mà mình chú tâm không quá mạnh,
không quá căng thẳng, không quá chăm chú, cũng không quá nhẹ nhàng, cũng không quá hời hợt, biết cách dụng tâm một cách thiện xảo, vừa phải, vừa tầm, vừa mức, thì cái người đấy sẽ đạt được, sẽ đắc định được. Thì Đức Phật cũng dùng cái ví dụ như là một cái người thợ rèn, người ta cần dùng một cái ngọn lửa phù hợp để người ta nung những cái vật kim loại. Thế thì có những lúc vị ấy cần phải dùng cái ống thổi để vị đấy thổi cho cái ngọn lửa nó rực cháy lên. Cũng có lúc cái vị đấy cần phải dùng một cái nước mát lạnh, vị đó rưới vào ngọn lửa làm cho cái ngọn lửa nó giảm bớt xuống. Và cũng có lúc vị đấy sẽ ngồi nguyên mà không cần phải thổi ống, mà cũng không cần rưới nước, cứ để cho ngọn lửa tự nhiên. Thì cái sự thực hành thiền chú tâm trên cái hơi thở cũng phải thế. Có những cái lúc mình cần phải dùng cái ý chí, cần phải dùng cái trí tuệ, cần phải dùng cái tinh tấn, cần phải dùng cái thích thú để mà phát khởi lên cái sự phấn chấn, cái sự chăm chú, cái sự nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Vậy thì làm sao để mình có thể phát khởi được nó, phát khởi được cái tinh tấn lên trong cái lúc thực hành thiền? Nếu mình mà tinh tấn yếu thì chánh niệm sẽ yếu, cái sự chú tâm sẽ trở nên nơ nà. Vậy thì trong cái lúc thực hành thiền ấy, mình cần phải tự mình khích lệ mình cần phải tác ý đến các cái nỗi khổ ở trong các đọa xứ. Có thể là lúc đấy mình ngồi có những cái cảm giác đau đớn, nhức mỏi ở trên thân, có cái sự khó chịu ở trên thân, có thể mình sẽ làm cho mình bị nản lòng, chán nản, vì mình thấy là ngồi đây cảm thấy nó đau chân quá, cảm thấy mệt mỏi quá, cảm thấy nó ức chế cả về thân tâm và khó chịu quá. Lúc đấy mình chỉ muốn là bỏ đứng dậy đi ra ngoài cho nó thoải mái, dễ chịu. Đó là cái sự giải đãi nó khởi lên. Và mình cần phải chấn áp nó bằng cái cách tác ý suy nghĩ rằng những cái nỗi khổ ở trong địa ngục sẽ còn lớn hơn, sẽ còn đau khổ hơn như thế này rất nhiều. Nếu như mình không tu tập, mình để cho cái tâm này nó ô nhiễm, để cho cái tâm này nó hoang dại, nó phóng dật, thì mình chết với cái tâm ô nhiễm ấy, chết với những cái tâm còn đầy những cái phiền não này, thì khi chết chắc chắn phải đọa xuống những cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, và ở đó phải cảm thọ những cái nỗi khổ đau gấp trăm ngàn lần những cái nỗi khổ mà mình đang tu tập đây. Vậy cái sự tu tập này là tu tập mà nó có cái sự khổ trước, nhưng mà nó có cái sự an lành, an vui về sau. Còn nếu như mà mình chạy theo những cái niềm vui giả tạm thì đó chỉ là cái niềm vui vui trước, nhưng mà sau này mình sẽ chuốc lấy những cái nỗi khổ sau. Do có cái sự tác ý như vậy, hay là mình tác ý đến cái sự già, cái bệnh, cái chết, mình tác ý rằng là nếu như bây giờ mình còn tuổi trẻ, mình không tu tập, mai mốt mà mình lớn tuổi hơn thì cái trí tuệ nó sẽ kém đi, chánh niệm nó sẽ yếu hơn, sức khỏe sẽ kém hơn, và lúc đấy tu tập sẽ khó hơn. Và lúc đấy mình cũng sẽ tác ý cần phải tu tập càng sớm càng tốt. Hay là lúc đấy mình suy nghĩ rằng bây giờ mình còn có sức khỏe, nhưng có thể mai mốt mình sẽ mắc những cái bệnh đau đớn về thể xác, về tinh thần. Lúc đấy mình sẽ không còn có thể chăm chú chánh niệm tỉnh giác để tu tập được. Vì vậy cần phải tu tập khi mà mình còn sức khỏe. Hay là bây giờ mình còn sống, nhưng mà sẽ không thể biết được cái chết nó sẽ đến lúc nào. Vậy thì một cái người thường xuyên quan sát về cái chết, và mình thấy rằng cái chết nó rất là gần, nó có thể đến bất cứ lúc nào mà không báo trước, thì do cái sự tác ý quan sát như vậy thì lúc đấy mình sẽ vượt qua được những cái sự giải đãi, những cái mệt mỏi, những cái khó chịu, cái ức chế ở trên thân và trên tâm. Và lúc đấy cái sự kham nhẫn sẽ khởi lên, cái sự tinh tấn, tinh cần sẽ khởi lên. Và lúc đấy mình sẽ thực hành thiền một cách nhiệt tình, nhiệt tâm, tận tâm, mình chăm chú. Và mình sẽ, khi mà mình vượt qua được những cái sự mệt mỏi, khó chịu, đau nhức ở trên thân này, thì lúc đấy cái tâm nó sẽ trở nên hoan hỷ, thích thú đối với hơi thở.
Vậy thì chỉ khi nào cái dấu hiệu để nhận biết được rằng là mình sẽ đắc định hay là chuẩn bị đắc định, đó là khi cái tâm nó chấp nhận hơi thở. Chỉ khi nào cái tâm nó chấp nhận hơi thở, nó chấp nhận an trú trên hơi thở, nó sẵn sàng hợp nhất với hơi thở, mà nó sẵn sàng buông bỏ những cái suy nghĩ khác. Tại sao nó sẵn sàng buông bỏ mọi cái vọng tưởng suy nghĩ khác mà nó an trú trên hơi thở? Bởi vì lúc đấy nó sẽ thấy rằng là không còn một cái gì ở trên đời này có giá trị hơn hơi thở. Ví dụ như bây giờ một cái người nào đó đem những cái số lượng tài sản vật chất rất là lớn đến mà đánh đổi lấy cái hơi thở của mình. Nếu mà có ai đem tất cả những cái gì có giá trị nhất ở trên đời đến đổi lấy hơi thở của mình có dám đổi không? Mình không có hơi thở, chỉ vài phút là mình sẽ chết. Nhưng mình không có những cái vật chất khác, mình vẫn tồn tại, vẫn sống được. Vậy thì nếu mà một cái người biết được rằng cái giá trị, cái lợi ích của cái hơi thở, thì cái người đấy sẽ chấp nhận hơi thở, sẽ trở nên hân hoan, hoan hỷ, thích thú với hơi thở. Hoặc là ví như là một cái người mà đang đi trên biển mà mình gặp một cái tai nạn khởi lên, như một cái người bị chìm thuyền hay là bị nước cuốn trôi ở giữa dòng xoáy, trong lúc ấy người ấy mà vớ được một cái phao cứu sinh thì người đấy sẽ thấy cái phao cứu sinh đấy rất là quan trọng, vì ấy sẽ khẩm thiết bám víu chặt chẽ lấy cái phao cứu sinh này. Cũng vậy, nếu như một cái người nào mà mình có cái trí tuệ quan sát, mình biết rằng ở trong cái sinh tử khổ đau này, tất cả trong tam giới này mình không thể nương tựa cái gì được, mình không thể nương tựa vào bản thân mình, vì cái thân này nó không tránh khỏi già bệnh chết. Mình không thể nương tựa những cái người thân của mình, bởi vì họ cũng phải già bệnh chết. Mình không thể nương tựa vào những cái tài sản của mình, bởi vì những cái tài sản đấy nó chỉ là tứ đại, nó có rồi nó cũng sẽ bị tan hoại vào một lúc nào đó, hoặc là lúc mình chết nó không thể đi theo mình. Thế ở trong cái sinh tử luân hồi không có cái gì để đáng để cho mình nương tựa. Nhưng có một cái pháp mà mình có thể nương tựa được cả đời này lẫn đời sau, có thể đưa mình ra khỏi những cái khổ đau trong các đọa xứ, đưa mình đi đến cái bờ an vui niết bàn giải thoát. Đó chính là cái hơi thở này. Hơi thở là cái pháp môn, là cái phương tiện, là có thể cứu mình, tế độ mình, cứu độ mình khỏi cái khổ đau. Thì một cái người mình có được cái sự nhận thức về cái tầm quan trọng của cái pháp hành, thì lúc đấy mình sẽ chấp nhận cái hơi thở đấy, mình sẽ chấp nhận cái pháp đó như là một cái chỗ nương tựa an lành nhất. Thì mình chỉ cần khởi lên được cái suy nghĩ như thế, thì lúc đấy mình có chú ở trên hơi thở bao lâu đi chăng nữa, cái tâm nó cũng không mệt mỏi, cái thân nó cũng không mệt mỏi. Mình sẽ cảm thấy nó thiết tha, nó thích thú với hơi thở. Cũng như vậy, trong cái lúc mà cái tâm nó chấp nhận hơi thở thì mình sẽ thấy rất là hoan hỷ với hơi thở. Cũng giống như là bây giờ mình gặp một cái người xa lạ, lúc đầu hai người chưa hiểu nhau thì mình vẫn còn cái sự e dè, ngần ngại. Hai cái người đấy vẫn còn những cái khoảng cách, và khi gặp nhau còn cái sự ngượng ngùng, không thân thiện, không tự nhiên. Nhưng khi mà đã hiểu nhau rồi, đã biết được rằng là đây là một cái người bạn chân thành, chí thiết, tri ân, tri kỷ, thì lúc đấy mỗi khi mình gặp một cái người đó, mình cảm thấy hoan hỉ, cảm thấy nó thích thú, vui mừng. Cũng như vậy, khi mình chưa hiểu về hơi thở, mình còn do dự, còn hoài nghi, còn nghĩ rằng không biết mình chú tâm ở hơi thở này được cái gì, có lợi lạc gì, có lợi ích gì, mất thời gian, uổng phí công sức. Nếu còn cái suy nghĩ như vậy khởi lên thì dù mình có ngồi thiền bao lâu nó cũng không đắc định. Bởi vì mình chưa thật sự hiểu biết một cách sâu sắc, mình chưa coi hơi thở là một cái chỗ nương tựa vững vàng, và cho nên cái tâm nó không tha thiết, không tận tình. Mình ngồi đấy nhưng cái tâm nó đi lang thang, nó đi lăng xăng, cho nên không đắc định. Và chỉ khi nào mình có được cái niềm tin tuyệt đối vào hơi thở, mình biết rằng hơi thở này sẽ đem lại cái sự lợi ích, đem lại cái sự hạnh phúc, an vui cho mình ở đời này và đời sau, mình sẵn sàng buông bỏ tất cả những cái khác vì nó không có lợi ích như hơi thở này. Cho nên là mình không nên quan tâm, không nên hướng tâm sang những cái khác.
Thế thì cái tâm lý thông thường của con người đó là mình coi cái gì là quan trọng thì nó sẽ thường xuyên tác ý, nó thường xuyên hướng tâm về cái đó, nó tưởng niệm đến cái đó. Nếu như một cái người nào mình coi cái sức khỏe là quan trọng, lúc nào mình cũng nghĩ cách là phải làm thế nào để tăng trưởng sức khỏe. Một cái người nào mà coi cái học thức là quan trọng, cái người đấy sẽ luôn luôn nghĩ làm sao để trau dồi được nhiều kiến thức. Cái người nào mà nghĩ rằng tài sản là quan trọng, người đấy sẽ luôn luôn nghĩ cách làm sao để tăng trưởng tài sản. Vậy thì cái người nào mà nghĩ rằng sự giải thoát, cái con đường giác ngộ, giải thoát khổ đau là quan trọng, thì cái người đấy sẽ luôn luôn hướng về pháp, hướng về cái sự thực hành. Vậy cái người đấy nghĩ rằng hơi thở là quan trọng, thì cái người đấy sẽ luôn luôn hướng về hơi thở, chú tâm trên hơi thở, chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở. Mỗi khi cái tâm nó tiếp xúc với hơi thở, nó sẽ cảm thấy hân hoan, cảm thấy hoan hỉ, cảm thấy thích thú, nó khởi lên. Vậy khi mà cái tâm nó chấp nhận hơi thở như thế, thì khi mình hướng tâm về hơi thở, mình sẽ thấy nó có cái hỷ lạc nó sinh lên, cái tâm hân hoan, hoan hỉ nó sinh lên. Thì từ cái tâm hoan hỉ đấy, thì cái thân tâm của mình nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Tức là từ hoan hỉ nó sinh ra cái sự khinh an. Mình ngồi mà mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Và cái trạng thái, cái hoan hỉ đấy, nó có nhiều cái mức độ. Tức là có cái sự tiểu hỉ, tức là cái sự hỉ chớp nhoáng thôi. Nó có khi mà cái hỉ đấy dần dần nó trở nên sung mãn, nó dạt dào, nó mạnh mẽ, càng lúc mình sẽ càng thấy cả thân tâm mình nó thấm nhuần cái sự hỉ lạc. Và mình ngồi đấy mà nó không còn cảm thấy cái sự nặng nề, không còn cảm thấy cái sự cứng nhắc ở trên thân nữa. Nó rất là khinh an, nó rất là nhẹ nhàng. Đấy là cái dấu hiệu nhận biết rằng cái sự chuẩn bị đắc định nó đã sinh khởi. Thì cả thân nó cũng nhẹ và tâm nó cũng nhẹ. Vì khi mình nó có hoan hỉ thì nó sẽ có cái sự nhẹ nhàng. Cái người nào mà cái hỉ càng lớn thì cái sự nhẹ nhàng nó càng lớn. Thế thì Nhân nói về cái sự hoan hỉ nó sinh ra cái sự khinh an nhẹ nhàng, thì sư sẽ nói một chút về cái pháp thiền niệm ân Đức Phật. Cái người nào mà thực hành cái pháp thiền niệm ân Đức Phật, nó sẽ tạo ra một cái sự hoan hỉ cực kỳ là sung mãn và mạnh mẽ. Thậm chí có những cái người đang niệm ân Đức Phật với cái sự hoan hỉ sung mãn đấy, vị đấy có thể bay bổng lên trên hư không được. Giống như là có một cái vị cư sĩ, khi mà nghe đến cái danh hiệu của Đức Phật, vị ấy vì cái ba la mật trong quá khứ từng tưởng niệm ân Đức Phật nhiều, khi nhớ đến ân Đức Phật, vị ấy có cái hoan hỉ, vị ấy muốn đi tìm gặp Đức Phật. Mà cái lúc đấy trời tối, không còn cái con thuyền nào đi qua cái sông Hằng, cho nên là vị ấy quyết định không lùi bước và cũng không thể chờ đợi đến ngày mai để gặp Đức Phật. Vị ấy tưởng đến ân Đức Phật và cái sự hoan hỉ, cái khinh an nó khởi lên, vị ấy đã đi được trên mặt nước mà không bị chìm. Vậy thì cái sự hoan hỉ nó làm cho cái thân được khinh an, nó sẽ trở nên rất là rõ ràng. Nếu như một cái người nào mình thực hành cái pháp thiền, đó là thiền niệm hơi thở nó cũng thế. Các cái pháp thiền khi mà nó vào đến cái giai đoạn chuẩn bị có định thì nó sẽ có cái sự hoan hỉ như thế. Vậy thì thân nó cũng hỉ, tâm nó cũng hỉ. Từ cái hỉ sinh ra khinh an, từ khinh an sinh ra an lạc. Khi mà ngồi thiền, mình vượt qua được cái sự nhức mỏi, đau đớn, khó chịu rồi, mà có được cái chánh niệm tỉnh giác một cách nhẹ nhàng liên tục, thì lúc đấy những cái sự đau đớn nhức mỏi ở trên thân dần dần nó sẽ tiêu tan. Có thể là lúc đầu mình mới ngồi thì một lúc sau 10, 20 hoặc 30 phút sau là cái đau đớn bắt đầu nó sẽ xuất hiện. Mình sẽ cảm thấy nó tê, nó nhức ở trên thân. Mặc dù lúc đấy mình có thể thay đổi tư thế cho nó bớt đau nhức đi cũng được. Nhưng nếu như một cái người nào mà có cái chánh niệm tỉnh giác đều đặn, thì lúc đấy cái hỷ lạc nó sinh lên. Và lúc đấy cái sự đau nhức đấy bắt đầu nó tiêu tan dần dần. Bởi vì cái lạc nó chế ngự được cái khổ ở trên thân. Những cái cảm thọ về khổ sẽ mất, do cái cảm thọ về cái hỷ lạc này nó ức chế, nó chế ngự, và mình chỉ còn cảm nhận thấy cái sự an lạc. Và mình càng ngồi lâu, mình càng cảm thấy cái an lạc đấy nó sung mãn, và mình cứ muốn an trú ở trong đấy hoài và không muốn rời ra nữa. Thì đó là do cái sự an lạc nó sung mãn như vậy. Thì cái sự an lạc sung mãn thì sẽ phát sinh ra định. Và lúc đấy mình cứ ngồi, cứ an trú ở hơi thở một cách nhẹ nhàng tự nhiên như vậy,
thì bắt đầu tâm dần dần bắt đầu định tĩnh. Vậy thì làm sao mình có thể nhận biết được mình đã đắc định, và tu tập đến cái giai đoạn nào, đến cái mức độ nào thì mình có thể đắc định được? Cái sự tu tập mà có thể đắc định được với cái pháp thiền niệm hơi thở này, nó sẽ tùy theo cái ba la mật của mỗi người. Có những cái người ngồi thiền ngay trong lần đầu tiên mình đã đắc định, ngay trong thời đầu tiên người đấy đã đắc định ngay, không khó khăn, không mệt mỏi gì cả. Vì đó đắc định một cách rất dễ dàng. Giống như là Bồ Tát Tất Đạt Đa năm lên 7 tuổi ngồi dưới gốc cây hồng táo và ngài chú tâm và hơi thở, cũng ngay cái lần đầu tiên đấy ngài chứng đắc sơ thiền, không có khó khăn gì hết. Cũng như vậy bây giờ cũng có rất là nhiều hành giả, những cái người thực tập những cái pháp thiền, vì ấy có thể đắc thiền được ngay trong ngày đầu tiên, cũng có thể là một ngày thứ hai, có thể là ngày thứ ba, thứ bốn, năm, sáu, bảy, cũng có thể là ở tuần thứ nhất, tuần thứ hai, thứ ba, bốn, năm, sáu, bảy, cũng có thể là ở tháng thứ nhất, tháng thứ hai, thứ ba, bốn, năm, sáu, bảy, cũng có thể là phải là một năm đầu hoặc năm thứ hai hoặc nhiều năm sau. Nó có tùy vào ba la mật của mỗi người. Nếu như những cái người nào ở trong cái kiếp quá khứ gần nhất mà mình đã thực hành thiền, đã có được những cái công phu thực hành thiền một cách sung mãn, thì đời này mình sẽ hành thiền, mình chỉ cần nhắm mắt chánh niệm tỉnh giác, nhất tâm chánh niệm tỉnh giác một thời đầu tiên mình cũng đắc định. Nhưng mà cũng có người cái cấu uế nhiều hơn một chút, cái tâm nó bị chi phối bởi phiền não, bởi những cái phóng dật năng xăng, cái chánh niệm nó hơi yếu, cho nên phải mất một vài ngày hay là một vài tuần, vài tháng, vài năm, không ai giống ai. Nhưng nó sẽ đắc định. Khi đắc định đấy, nó có ba cái dấu, ba cái ấn chứng, ba cái ấn chứng của định bắt đầu sinh khởi. Thứ nhất được gọi là chuẩn bị tướng, thứ hai là học tướng, và thứ ba là tự tướng. Ba cái dấu hiệu này bắt đầu nó sẽ xuất hiện. Chuẩn bị tướng ở đây là khi mình đang nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra một cách rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên ấy, thì lúc đấy cái tâm của mình sẽ chìm sâu vào hơi thở với cái hỷ lạc khinh an rất là sung mãn đấy, thì trước mặt mình sẽ xuất hiện cái quang tướng. Hay là nhưng mà lúc đầu cái quang tướng ấy nó chưa rõ ràng, cho nên nó lờ mờ, nó giống như là một cái đám mây hay là giống như một cái màu khói thuốc, nó mờ mờ ở trước mặt, thì đó là dấu hiệu bắt đầu mình có định. Nhưng nếu như mà một cái hành giả mà có kinh nghiệm thực hành, hay là có cái vị thầy có kinh nghiệm hướng dẫn, thì sẽ hướng dẫn vị đấy đừng có đi theo, đừng có đi theo cái tướng mà nó mới xuất hiện đó, vẫn cứ tiếp tục nhận biết hơi thở một cách nhẹ nhàng tự nhiên nhất. Thì khi mà nhận biết hơi thở một cách nhẹ nhàng tự nhiên như vậy, thì dần dần cái chuẩn bị tướng đấy nó sẽ mạnh lên, nó sung mãn lên, thì nó trở thành học tướng. Tức là cái màu xám mờ mờ trước mặt bắt đầu trắng dần lên như bông, trắng lên như bông gòn, trắng lên như là tuyết, hay là như những cái đám mây trắng ở trên trời. Nếu như mà lúc đấy mình không đi theo cái tướng đấy, mình vẫn thản nhiên, vẫn nhẹ nhàng, vẫn nhận biết hơi thở vào ra một cách vừa phải, không quá căng thẳng, không có vội vàng hấp tấp, không đi theo cái quang tướng, thì bắt đầu dần dần cái học tướng đấy nó sẽ tỏa sáng rực rỡ lên, tỏa sáng, tỏa chiếu rực rỡ lên như sao mai, hay là như những cái ngọn lửa, hay là những cái bóng đèn, cái bóng điện nó xuất hiện trước mắt mình. Thì cái đấy được gọi là tự tướng hay là cái quang tướng, nó sẽ xuất hiện. Thì đấy là cái dấu hiệu của một cái người tu tập đã đắc định. Mà tại sao gọi là đắc định, và cái quang tướng đấy là cái gì? Thì cái quang tướng đấy nó là một cái loại sắc do tâm mình nó sinh ra. Tâm mình nó sinh, tức là cái tâm của mình nó thanh tịnh thì nó tạo ra những cái sắc do tâm sinh thanh tịnh. Bình thường ấy này, cái tâm của mình nó luôn luôn tạo ra cái sắc pháp trên cái thân thể mình, nhưng mà mình không thấy được. Ví dụ như là một cái người nào mà mình có những cái tâm từ ái, thì lúc đấy mình sẽ thấy người đấy có cái khuôn mặt hiền từ, nhân ái. Một cái người nào mà hay có cái tâm sân hận, thì lúc đấy nó cũng phát sinh ra người đấy sẽ có cái hình tướng cũng rất là dữ tợn. Vậy cái người nào mà hay có cái tâm hoan hỉ, có cái niềm vui, thì mình sẽ thấy cái người đấy rất là tươi tắn. Cái người nào mà hay buồn phiền, ảo não, thì cái người đấy sẽ rất là sầu muội, khô héo. Thì đấy chính là tâm, nó tạo ra những cái sắc do tâm sinh.
thì cái tâm mà cấu uế ô nhiễm thì nó cũng tạo ra những cái sắc thấp kém. Còn những cái tâm cao thượng thì nó cũng sẽ tạo ra những cái tâm cao thượng và trong sáng. Thì cái sự thực hành thiền đấy, trong cái lúc mình thực hành thiền, chánh niệm nhận biết một cái hơi thở vào, hơi thở ra, và luôn luôn những cái vị thầy luôn luôn dạy cái người học trò mới hành thiền là phải giữ chánh niệm, phải tỉnh giác. Vậy chánh niệm đấy là gì? Chánh niệm nó chỉ là một trong 20 cái tâm tịnh hảo. Chánh niệm là cái tâm nó đang ghi nhận cái hơi thở nó đang đi vào, đi ra ở cái thời điểm hiện tại ấy. Chánh niệm ấy tức là nó không đi theo những cái vọng tưởng về quá khứ, mà nó cũng không có suy tưởng đến những cái chuyện mà chưa diễn ra ở trong tương lai, mà nó chỉ có nhận biết ở cái thời điểm hiện tại có cái hơi thở đi vào đi ra. Thì đấy gọi là tâm chánh niệm. Chánh niệm ấy mỗi ngày nó một sung mãn lên, nhưng mà cái tâm đấy nó không sinh một mình. Cái tâm chánh niệm nó không sinh một mình, mà nó sẽ đi kèm với tất cả những cái tâm cao thượng, cái tâm tịnh hảo khác. Nếu như mà một cái Phật tử nào mà đã được học về giáo lý về vi diệu pháp, mình học về các cái tâm và tâm sở rồi thì sẽ hiểu được các cái tâm hay là các cái tâm sở nó có những cái tâm thiện, tâm bất thiện, có những cái tâm cao thượng, có những cái tâm hạ nhiệt, thì trong đó nó có cái tâm, những cái tâm tịnh hảo nó sẽ đi cùng với nhau. Chánh niệm nó sẽ đi cùng với cái đức tin. Vậy thì mỗi ngày mình thực hành thiền, chánh niệm sẽ dần dần tăng trưởng lên, lớn mạnh lên. Niềm tin nó cũng tăng trưởng và lớn mạnh lên. Cái tâm biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi nó cũng tăng trưởng lên dần dần. Khi mà mình đang ngồi chú tâm trên hơi thở, một cái tâm tham ái, tham dục khởi lên, mình cảm thấy rất là hổ thẹn, mình cảm thấy ghê sợ, và mình sẽ diệt trừ nó ngay tại đó, và dần dần nó sẽ suy yếu đi. Một cái tâm sân hận nó khởi lên, mình cũng sẽ ngay tại đấy nhìn thẳng vào nó, thấy nó là nguy hại, nguy hiểm, không chấp nhận nó, xua đuổi nó đi. Thì dần dần những cái tâm sân hận này nó sẽ suy yếu lên, thì cái tâm vô tham nó sẽ tăng trưởng lên, vô sân nó tăng lên. Những cái tâm xả ni, không tham ái, không dính mắc nó cũng sẽ tăng trưởng lên. Những cái tâm thanh tịnh, mỗi ngày nó một trong sáng hơn, nó sẽ tăng trưởng lên. Những cái tâm nhẹ nhàng, khinh an đấy nó tăng trưởng lên. Những cái tâm nhu nhuyễn, thuần thục đấy nó sẽ tăng trưởng lên. Những cái tâm mềm mại, chân chánh đấy nó tăng trưởng lên. Và cái trí tuệ của mình nó sẽ tăng trưởng lên. Những cái sự si mê, những cái tâm bất thiện dần dần nó yếu đi. Thì đó là cái sự thanh tịnh là như vậy. Mỗi ngày, mỗi một cái thời thực hành thiền là một cái thời làm cho những cái tâm cao thượng nó có cái cơ hội nó được phát triển mạnh mẽ lên. Và cho đến khi nó có cái sự phát triển đồng đều, mạnh mẽ, sung mãn rồi thì nó trở nên thanh tịnh. Và lúc đấy mình sẽ thấy trước mặt mình nó tỏa sáng. Chính là cái tâm của mình nó thanh tịnh do nó đã giảm bớt đi những cấu uế, do nó đã giảm bớt đi những cái lăng xăng phóng dật, những cái phiền não ô nhiễm, nó đã giảm bớt dần dần đi. Đó là một cái dấu hiệu đầu tiên của cái tâm thanh tịnh. Cho nên cái con đường thực hành thiền cũng còn được gọi là con đường là làm cho thanh tịnh tâm, hay là trong cái pháp thanh tịnh đạo, tức là có 7 bước đi đến cái sự thanh tịnh. Thì thứ nhất là thanh tịnh giới, thứ hai là thanh tịnh tâm. Thì thanh tịnh giới là cái sự thực hành về giữ giới. Còn cái sự thanh tịnh tâm chính là cái đường thực hành về thiền. Trong 40 cái pháp thực hành thiền định đều đem đến cái sự thanh tịnh tâm. Thì cái tâm thanh tịnh nó sẽ được thể hiện rõ ràng ở một cái người có tu tập đạt đến cái sự sung mãn. Có tu tập, khi mà mình có được một cái kết quả của cái tâm đắc định thì nó sẽ thanh tịnh. Và điều đó mình hoàn toàn có thể chứng ngộ, chứng đạt và chứng đắc được cái tâm thanh tịnh đó. Đó nên được gọi là chứng đắc, đắc được cái định. Đắc định thì nó sẽ có một trong trong ba cái tướng, cái quang tướng nó xuất hiện như thế. Đó là chuẩn bị tướng, học tướng và tự tướng. Thì cái lúc này đắc định nhưng chưa đắc thiền. Từ đắc định cho đến đắc thiền lại còn là cả một vấn đề, là còn cả một quá trình nữa. Chứ không phải là mình đắc định mà đã là xong cái phần tu tập. Thì cái việc mà tu tập để đắc được định đấy sẽ tùy theo từng người. Nếu người nào mà có cái định mạnh, cái người đấy có thể duy trì được cái định đấy rất lâu,
Có những người đắc định rồi, người ta có thể duy trì an trú ở trong cái định đó 10 phút, 20 phút rồi kéo dài lên 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Có thể chú được ở cái định đó được càng lâu thì cái định nó sẽ càng sâu. Còn có những cái người mặc dù mình đã đắc định nhưng cái định đó rất là non nớt, rất là yếu ớt. Nó có thể khởi lên, cái lúc đấy cái định nó đã chứng đắc, nó chỉ giống như là một cái hạt giống nó nảy mầm. Một cái hạt giống đấy nếu như một cái người gieo cái hạt biết bảo vệ, biết giữ gìn nó, thì dần dần nó sẽ lớn lên. Nó phải lớn lên một cách dần dần, nó không thể lớn lên một cách ngay tức thì được. Cũng vậy, một cái người đắc định rồi, nếu như cái người đấy biết cách bảo vệ, giữ gìn cái mầm định của mình, nuôi dưỡng nó, phát triển nó, làm cho nó mỗi ngày một mạnh mẽ lên, thì dần dần nó mới đắc thiền được. Thì cũng giống như thế, một cái khi mà cái tâm của mình có cái quang tướng nó xuất hiện, nhưng mà nếu như lúc đấy mình chỉ một cái tạp niệm nó khởi lên, một cái tâm ô nhiễm nó khởi lên, một cái năng xăng nó khởi lên, một cái phiền não tham sân si nào đấy nó khởi lên, nó sẽ làm tiêu tan luôn cái định đó. Vì vậy cho nên là khi mà đã đắc định rồi, vì ấy cần phải giữ gìn thận trọng. Giống như là một cái bà mẹ có thai, giữ gìn cái thai nhi của mình như thế nào. Thì cái người đấy tu tập mà mình có được chút định rồi, mình cũng phải giữ gìn cái thánh thai của mình. Đó chính là cái mầm của cái định này, để nuôi dưỡng nó phát triển dần dần. Rồi dần dần cái định đó nó cứ mạnh lên. Thì dần dần quý vị đó, khi mà đã đắc định, vị đó có thể chú trên hơi thở 5 phút hay 10 phút sau, hay 20 phút sau, 30 phút sau, sẽ thấy những cái quang tướng đó nó xuất hiện. Và nó có thể duy trì được mỗi ngày, nó sẽ duy trì được lâu hơn. Ánh sáng đó càng ngày nó sẽ càng tỏa sáng, càng rực rỡ, càng tỏa chiếu mạnh mẽ hơn. Cái lúc đầu thì rất là yếu, nhưng sau đó sẽ mạnh dần lên. Cũng giống như là một cái đứa trẻ mới sinh ra đời, thì nó mới tập đi, có thể là nó lúc đầu nó chỉ đi được vài bước, nó sẽ ngã xuống. Rồi những ngày sau, nó sẽ cứng cáp, vững vàng hơn, nó sẽ đi được một đoạn xa hơn. Rồi dần dần, khi mà nó đã trưởng thành, nó có thể đứng vững trên hai chân và nó đi suốt ngày, nó không còn té ngã nữa. Cũng vậy, một cái vị mà tu tập đắc định, lúc đầu vị đó chỉ duy trì được cái định tướng đó một lúc, rồi sau đó nó sẽ mất đi. Rồi vị đó cứ tiếp tục thực hành một cách miên mật, thường xuyên, dần dần cái định đó nó sẽ mạnh mẽ, nó sẽ sung mãn lên. Rồi dần dần vị có thể an trú ở trong định suốt cả ngày lẫn đêm. Vị đó có thể an trú 1 tiếng, 2 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng cũng được. Nếu như vị đó có sức khỏe, vị đó ngồi được bao lâu thì vị đó sẽ trú ở trong định bấy lâu, mà nó không còn bị mất cái định đó đi nữa. Cái định đó nó không còn bị tan biến mất nữa. Thì đó là cái lúc đấy cái định nó sẽ trở nên mạnh mẽ dần dần như vậy. Thì mà một cái vị đó muốn tu tập phát triển được cái định đấy, vì ấy cần phải biết cách quân bình được 5 cái căn. Nếu như mà người nào mà tu tập mà biết cách quân bình 5 căn, phát triển 5 căn, thì cái sự tu tập mỗi ngày sẽ một tiến bộ lên. Còn nếu như mà mình tu tập mà 5 căn không phát triển, hay là một cái căn này nó lấn át căn khác, thì cái sự thực hành thiền đấy nó cũng sẽ không thành công. 5 căn ở đây tức là tín căn, tức là niềm tin vào cái con đường thực hành, niềm tin vào cái giáo pháp, vào cái sự thực hành pháp này, nó phải mạnh mẽ, nó phải vững vàng và mỗi ngày nó phải tăng trưởng lên. Làm sao để mình tăng được cái niềm tin? Đó là mình phải luôn luôn tưởng nhớ về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, tưởng nhớ về nghiệp và những cái quả của nghiệp. Mình có luôn luôn có cái tưởng nhớ hay là thực hành những cái pháp tùy quán, tùy niệm về ân Phật, Pháp Tăng, tùy niệm về giới, tùy niệm về sự bố thí, tùy niệm thiên, tùy niệm về sự chết, tùy niệm về cái nghiệp và quả của nghiệp. Như vậy thì mỗi một ngày cái đức tin của mình nó sẽ mạnh lên, và mình tin về cái con đường tu tập này nó cũng sẽ mạnh lên. Trong cái lúc đấy cái hoài nghi bắt đầu nó giảm dần. Mình cần phải có cái sự phát triển về tinh tấn, tức là cái con mình muốn mà để cho cái tâm của mình càng lúc
nó càng mạnh hơn, phát triển định sâu hơn, thì mình cần phải tinh tấn. Tinh tấn cả về thân và tinh tấn cả về tâm. Tinh tấn về thân thì trong cái lúc ngồi thiền mình phải cố gắng ngồi ngay thẳng, ngồi được càng lâu càng tốt, kham nhẫn những cái sự nóng lạnh. Đôi khi thời tiết nóng bức mình cố gắng kham nhẫn, trời lạnh cũng kham nhẫn, khi đói, khi no mình cũng đều phải có cái sự kham nhẫn, mình giữ được cái sự tinh tấn, thực hành về thân rồi cái sự tinh tấn về tâm. Tinh tấn ở nơi tâm đó là mình cũng không dễ duôi, không giải đãi, mình cố gắng bám sát lấy cái đối tượng, lấy cái đề mục thiền, mình cứ chăm chú như vậy và nỗ lực chế ngự những cái phiền não, những cái vọng tưởng, những năm cái triền cái phải khắc phục, phải chế ngự được nó. Thì đó là tinh tấn cả về thân và về tâm. Và giữ được chánh niệm, giữ được chánh niệm trong lúc ngồi thiền, không bị quên. Tức là làm sao mà cái sự thực hành mình thực hành thiền muốn nó tiến bộ nhất, cái quan trọng nhất là luôn luôn có được chánh niệm. Chánh niệm là lúc nào cũng ghi nhận được. Ví dụ như mình đang nhận biết hơi thở, đi đứng nằm ngồi mình cũng nhận biết được hơi thở, thì đó là cái chánh niệm được miên mật. Cái chánh niệm này nó cũng giống như là một cái người mà mình dùng một cái bếp lửa để mình nấu một cái nồi nước cho nó sôi. Nếu như mà một cái người nào đấy mình nấu cái nồi nước này cũng được một lúc rồi mình lại dụi tắt cái ngọn lửa đi, ngày hôm sau mình nấu lại, rồi khi mà nó chưa sôi mình lại dụi tắt ngọn lửa đi, rồi ngày hôm sau nấu tiếp, thì cứ nấu như thế hoài hoài mà không bao giờ nước nó sôi được. Còn nếu như mà một cái người nào, người đấy sẽ dùng cái ngọn lửa đấy nấu cho cái nồi nước đó liên tục, từ lúc bắt đầu cho đến lúc mà nó sôi hoàn toàn, thì cái người đấy sẽ thành công, không mất nhiều thời gian, mà cũng không có phí sức. Cũng như vậy, cái chánh niệm mà được thực hành một cách miên mật, thì khi mình ngồi thiền, cái tâm nó cũng có cái chánh niệm tỉnh giác, nhận biết cái đề mục thiền. Khi đi kinh hành, cái tâm nó cũng chánh niệm tỉnh giác, nhận biết đề mục thiền. Khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ăn, khi ngủ, cái tâm nếu đều tỉnh giác, nó đều tha thiết, nó đều bám lấy cái pháp thiền đó, thì đó là chánh niệm được thực hành một cách thuần thục, miên mật như vậy, thì cái sự chứng đắc thiền sẽ rất là nhanh chóng, không có khó khăn. Vậy đó là chánh, đó là tín tấn niệm định, có nghĩa là nhất tâm, nhất tâm trên cái pháp thiền đó. Và tuệ có nghĩa là có cái trí tuệ. Cái tuệ đó là mình không bị mê mờ, không bị ảo tưởng, và lúc nào mình cũng có cái sự tỉnh giác rõ ràng, biết quân bình các cái căn đó với nhau. Thì các cái căn này nó được khởi lên một cách đồng đều, không có mạnh quá và không yếu quá, thì mới cái sự thực hành nó mới tiến bộ. Ví dụ như là cái niềm tin nó cần có, nhưng nếu như cái niềm tin nó mạnh quá, nó nấn áp mất trí tuệ. Ví dụ như là ở trên đời này sẽ có những cái người có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ, vì đấy có niềm tin rất là cao đối với lại giáo pháp, nhưng lại không phân biệt được đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. Có niềm tin với Đức Phật nhưng lại không phân biệt được, không phân biệt được giữa Phật với các cái vị thần thánh hay các vị chư thiên khác nhau. Có niềm tin đối với lại các vị thầy nhưng lại không phân biệt được thầy nào có giới định tuệ, hay là cái vị thầy nào mà không có cái giáo pháp không chân chánh. Tức là cái vị đấy có tín mạnh quá, ai nói gì cũng tin theo, thì vị đó sẽ dễ rơi vào gọi là mê tín, dễ rơi vào những cái tà pháp ở thế gian. Đấy là tín mạnh quá. Trong cái lúc thực hành cũng thế, nếu cái niềm tin của mình nó mạnh quá, nó sẽ khởi lên cái niềm xúc động dạt dào. Lúc đấy có những người nói rằng mình ngồi thiền nhưng mà cái tâm của mình nó cứ khóc, vị đó cứ chảy nước mắt dạt dào. Là đó là cái tại sao như thế, đó là vì vị đó cảm thấy mình có một cái tâm thiết tha, cảm thấy mình có một cái tình cảm, cảm thấy mình có một cái tâm lưu luyến đối với lại cái pháp hành. Thì cái đấy là cái đức tin nó đã trở nên mạnh quá, nó trở nên dao động, vì nó nấn át mất trí tuệ.
Còn những người đấy, vậy thì cái vị đó cần phải khởi lên cái trí tuệ, vị đó cần phải mổ xẻ, phân tích, vị đó cần phải biết nhận định ra những cái mặt tốt, mặt xấu, những cái gì nên tin và những cái gì không nên. Thì khi mà cái tâm nó có cái lý trí, nó biết suy luận, biết phân tích, biết so sánh một chút, thì lúc đấy cái niềm tin nó sẽ giảm đi, nó sẽ được quân bình lại. Vậy cái niềm tin nó được quân bình với trí tuệ. Là khi mà mình muốn học một cái gì đó, mình khởi lên cái niềm tin, nhưng mà mình cũng có cái trí tuệ để suy xét, để biết rằng là cái pháp này có là chánh pháp hay không, thì đấy là tín được quân bình với tuệ. Còn một cái người nào mà có tuệ mạnh quá thì lại trở nên suy xét, trở nên xăm soi, vì đó lại trở nên phân tích một cách quá thừa. Tức là khi mà một cái người có tuệ mạnh quá, vị đó sẽ luôn luôn phân tích, mổ xẻ, chia sẻ. Khi chú tâm trên hơi thở, vị đó cũng sẽ phân tích hơi thở. Vị đó phân tích cái hơi thở một cách quá chi tiết. Cái tâm nó cũng sẽ trở nên bị loạn động. Vị đó khi nghe cái pháp, vị đó lại phân tích soi, xăm soi quá nhiều. Có những cái vị đó không hiểu được, vị đó lại không tin. Có những cái vị đó nghĩ là khi nào mình phải tận mắt thấy tai nghe mới tin. Vị đó lại trở nên, thì cái trí tuệ đấy nó lại trở nên mạnh quá. Thì cái sự trong cái lúc mình thực hành thiền mà tâm nó cứ hay so sánh này, phân tích, nó so sánh giữa cái thời trước với thời này, nó so sánh mình với người khác, rồi nó phân tích cái sự thực hành như thế này là đúng hay sai. Thì cái sự phân tích quá nhiều, so sánh mổ xẻ quá nhiều thì nó cũng sẽ bị loạn động. Vì vị ấy cần phải khởi lên niềm tin, vì biết rằng là có những cái mình chưa đủ trí tuệ để thấy, để có thể suy luận được, mình cần phải tin. Mình chưa, như là bây giờ mình chưa thấy Niết Bàn, mình không thể dùng cái tâm tầm thường, cái tâm phàm phu của mình để suy luận về Niết Bàn, để mổ xẻ, để phân tích về Niết Bàn được. Mà mình phải tin rằng có Niết Bàn, có con đường đi đến Niết Bàn, và cái sự thực hành là cái con đường đi đến Niết Bàn. Khi nào mình thành tựu thì mình sẽ chứng ngộ, chứng đắc được Niết Bàn. Mình có niềm tin như vậy thì cái trí tuệ nó sẽ giảm bớt xuống, nó không đỡ phân tích đi. Thì đấy là hai cái căn nó được quân bình với nhau. Cái thứ hai nữa là có những người mà tinh tấn với định nó cần được quân bình với nhau. Nhưng mà có những cái người khi mình ngồi mình sẽ nỗ lực quá, tinh tấn quá mức, mình chăm chú quá mức, chú tâm quá mạnh mẽ, quá quyết liệt, quá hăng say. Thậm chí vì đó sẵn sàng bỏ ăn, bỏ ngủ để thực hành pháp, để mong chứng đắc được cái pháp này một cách sớm nhất. Thì đó là tinh tấn sẽ trở nên thái quá. Tinh tấn thái quá như vậy cũng sẽ làm cho tâm bị dao động, bị căng thẳng. Vì đấy lại cần phải cái sự định tĩnh để quân bình lại. Đó là vị đó lại cần phải có cái sự thản nhiên, có cái giữ được cái tâm xả, không quá mạnh, không quá yếu. Lúc đấy vị đó bớt cái gấp rút đi, tức là vị đó cứ lơ là đi một chút để cho nó giảm bớt cái quyết liệt, cái gấp rút đi. Thì lúc đấy đó là cái định nó sẽ quân bình lại với cái tinh tấn. Vậy thì nó có 5 căn. Thì chánh niệm nó không quân bình với cái gì cả. Chánh niệm thì luôn cần thiết, luôn cần phải có mặt. Có nghĩa là nó chỉ cần có mặt là có chánh niệm, có cái sự ghi nhận, nhận biết cái hơi thở nó đang đi vào đi ra, đó là có chánh niệm. Còn tín nó cần được quân bình với tuệ. Và định, cái nhất tâm nó cần được quân bình với sự tinh tấn. 5 căn ấy mà nó được phát triển, tín tấn niệm định tuệ nó được phát triển và nó được quân bình, thì cái định của vị đấy sẽ dần dần sẽ lớn mạnh lên, sẽ lớn mạnh lên, và dần dần cái định mình sẽ đạt đến cận hành định và sẽ đạt đến an xỉ định. Khi mà một cái hành giả mà thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở đấy thì dần dần mình sẽ đắc định và dần dần mình sẽ đi đến đắc thiền. Đắc định có nghĩa là khi mình nó có những cái quang tướng đó nó xuất hiện, đó được gọi là đắc định. Và trong khi nó đắc định rồi thì mình vẫn cần phải tiếp tục phát triển dần dần cho cái định ấy, mỗi ngày mỗi lớn mạnh, mỗi lớn dần lên. Thì lúc đấy dần dần nó sẽ đạt được cái sự đắc thiền. Đắc thiền đó là cái tâm của mình
nó sẽ nhận biết cái quang tướng đó, nó hợp nhất với cái quang tướng đó, cái hơi thở nó hợp nhất với quang tướng đó. Lúc đấy cái hành giả đấy sẽ chuyển tâm sang nhận biết cái quang tướng là cái ánh sáng rực rỡ ở trước mặt mình, an trú ở trên đấy liên tục, một tiếng, hai tiếng. Vì đấy có thể an trú ở đó suốt ngày, suốt đêm mà nó không có bị gián đoạn, thì lúc đấy vị đó sẽ tức là vào được an chỉ định. Vào được an chỉ định thì cái bước đầu vị đó sẽ chứng đắc được sơ thiền. Thì trong kinh Đức Phật sẽ dạy rằng là vị ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Thì cái vị đấy mà khi mà vào được cái trạng thái của sơ thiền thì nó ni dục hoàn toàn ở đây. Ni dục có nghĩa làm sao? Là lúc đấy năm cái căn của mình, hay là sáu cái căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó không chạy theo những cái cảnh trần khả ái hấp dẫn, đó là sắc thanh hương vị xúc pháp nữa. Bởi vì lúc mình an trú ở trên một cái tầng thiền thì mắt mình nhắm lại hoàn toàn, nó không còn chạy theo những cái cảnh sắc, tai nó không chạy theo những cái âm thanh, mũi nó không chạy theo cái mùi hương, lưỡi nó không chạy theo cái vị ngon, và thân nó không chạy theo những cái sự xúc chạm, những cái dục về sắc thanh hương vị xúc pháp, mà lúc đấy nó chỉ còn một cái ý thức, nó nhận biết một cái đối tượng là cái quang tướng đó. Thì mà nó có thể an trú liên tục như vậy trong suốt cái thời thiền kéo dài một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, hay là nhiều hơn nữa mà nó không bị gián đoạn, thì đấy được gọi là ni dục, ni ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc. Thì lúc đấy toàn thân vị đó thấm nhuần một cái cảm thọ, đó là cái sự hỷ lạc do ni dục sinh. Thì Đức Phật đã dùng cái hình ảnh là như một cái người hầu tắm, nhúng cái cột bục, cái bột tắm với nước, thì cả cái cục bột tắm đó sẽ thấm nhuần nước từ đầu đến cuối, không có chỗ nào trên cái cục bột tắm đó mà không thấm nhuần bởi nước. Thì cái cục bột tắm thời xưa, thì thời nay không biết nó là cái gì, nhưng mà mình có thể là mình cầm một cái nắm bông, mình có thể nhúng với nước thì nó sẽ thấm nhuần từ đầu đến cuối mà không có chỗ nào nó không thấm nhuần. Thì cũng như vậy, một cái vị mà chứng và an trú vào sơ thiền thì toàn thân vị đó thấm nhuần cái trạng thái hỷ lạc đó. Nó có tâm thì hoan hỷ mà thân thì an lạc, một cái sự an lạc sung mãn toàn thân như thế, không có chỗ nào trên toàn thân mà không thấm nhuần cái sự hỷ lạc đó. Cái hỷ lạc đó nó sinh ra từ đâu? Từ cái sự ni dục mà ra, từ cái tâm nó không chạy theo những cái cảnh trần ấy, mà nó sinh ra cái hỷ lạc đó. Nó khác hoàn toàn với một cái người bình thường ở thế gian, mình sẽ chạy theo cái hỷ lạc do cái tham dục mang lại. Mà cái người bình thường mình sẽ nghĩ rằng là mình sẽ chạy theo những cái cảnh sắc khả ái hấp dẫn, những cái cảnh đẹp ở thế gian, mình chạy theo những cái âm thanh hương vị xúc ở thế gian, những cái gì có cái sự khả ái hấp dẫn, và mình nghĩ rằng mình có được những cái điều đó, hưởng thụ ngũ dục ở thế gian, và mình cho rằng đó là hỷ lạc. Thì cái hỷ lạc này nó sẽ được ví như là một cái người, như được Đức Phật ví rằng là một cái người bị bệnh cùi, bị cái bệnh hủi, bệnh phong, bị nở loét toàn thân, và cái người đấy sẽ thường xuyên đến bên lò lửa, vì đấy hơ cái vết thương của mình trên lửa hồng, và mình đó sẽ cảm thấy nó rất là an lạc, rất là thoải mái, thích thú khi mà mình được hơ cái vết thương trên cái, ở gần cái ngọn lửa, và mỗi một lần hơ như thế thì cái vết thương nó càng nở loét lớn hơn, và cái nhu cầu cần phải hơ cái vết thương trên ngọn lửa sẽ nhiều hơn. Cũng như vậy, một cái chúng sinh mà ở trên đời này, ở cõi dục này, chạy theo cái cảnh sắc thanh hương vị xúc, và mình hưởng thụ cái hỷ lạc, cái niềm vui, thích thú và của cái ngũ dục lạc đó, và mình cảm thấy nó được thỏa mãn, giống như là một cái người bệnh cùi mà hơ vết thương trên lửa thôi. Và càng chạy theo cái ngũ dục thì cái lòng tham ngũ dục nó càng mạnh lên, nó càng lớn lên, và cái tâm của mình bị trói buộc và càng ngày càng bị ô nhiễm nhiều hơn. Và cái tâm này nó càng hạ nhiệt, càng thấp kém, không cao thượng. Còn cái sự thực hành thiền, chứng đắc được thiền, nó sẽ đạt được cái sự hỷ lạc do ni dục sinh, giống như là một cái người đã chữa lành được cái bệnh phong, bệnh cùi, bệnh hủi đó. Vị đó không còn phải hơ cái vết thương của mình trên lửa nữa, và vị đó có được cái sự an lạc,
do nó không còn đau khổ, nó không còn cái bệnh trên thân này nữa nên nó an lạc. Cũng vậy, cái người chứng vào cái tầng thiền đó, nó không còn tham đắm đối với ngũ dục nữa, không bị lửa dục thiêu đốt nữa, không còn bị trói buộc bởi cái tham dục nữa, cho nên vị đó an lạc, vị đó hạnh phúc. Thì đấy là cái hạnh phúc an lạc cao thượng do cái ly dục sinh. Đó là cái trạng thái của cái tâm thiền thứ nhất. Vậy thì một cái người thực hành thiền, mình phải cố gắng tu tập làm sao để mình đắc định. Và khi đã đắc định, mình có được cái tự tướng, quang tướng rồi, mình cần phải tu tập làm sao cho nó đắc thiền. Thì lúc đấy cái định nó mới thỏa, nó mới được mạnh hơn, được sung mãn hơn. Thì đấy là cái trạng thái của cái tầng thiền thứ nhất. Khi nào mà chú tâm trên hơi thở mà phát triển được cái tự tướng rồi, phát triển được cái ánh sáng rồi, mình cố gắng tiếp tục quan sát cái hơi thở trong một thời gian dài, và mình có thể sẽ phát triển được cái ánh sáng đó nhiều hơn nữa, duy trì được liên tục nữa, thì mình sẽ đắc được an chỉ định, và lúc đấy mình có thể vào được sơ thiền. Và cái lúc này cái vị đó vào được sơ thiền rồi, vị đó sẽ có cái nhiệm vụ, đó là phân biệt năm thiền chi, hay là vị đó muốn biết mình đã chứng đắc sơ thiền hay chưa. Thì bản thân cái người thực hành thiền có thể nhận ra được nếu như người đó có cái pháp học rất là thâm sâu, nhưng cũng rất dễ sinh ra ngộ nhận ở cái giai đoạn đó. Có những người chưa đắc thiền nhưng mà vị đó cũng tưởng mình đã đắc thiền, bởi vì khi mà cái tâm nó có định rồi, cái tưởng nó, mình lúc đấy mình chú trên cái quang tướng, mình nghĩ đến một cái cảnh gì nó sẽ hiện ra cảnh đấy. Ví dụ như là lúc đấy mình nghĩ đến các cái cảnh chư thiên, mình sẽ thấy các hình bóng các vị chư thiên hiện ra. Mình nghĩ đến cảnh địa ngục, mình sẽ thấy các cái hình tướng ở địa ngục hiện ra. Mình nghĩ đến Phật, mình sẽ thấy hình ảnh Đức Phật hiện ra. Rồi mình nghĩ đến cái đời kiếp quá khứ, mình sẽ thấy những cái cảnh này cảnh kia nó hiện ra. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, không phải là những cái trí tuệ thật. Cho nên là ở cái giai đoạn mà tu tập đắc định, thì lúc đấy vì đó cần phải có một cái vị thầy có kinh nghiệm về cái pháp thiền định này hướng dẫn thì mới chắc chắn được. Còn nếu mà tự mình đó mà thực hành thì không dám chắc chắn. Vì vậy cho nên là ở các cái trung tâm thiền, trước kia sư cũng đã tập thiền 4 năm ở bên Miến Điện, sư cũng thấy rằng là có rất là nhiều các cái bậc nhất tạng, nhị tạng hoặc tam tạng. Mặc dù các vị ấy có thể học thuộc lòng đến tam tạng, nhưng mà khi mà đi về pháp hành, các vị ấy vẫn đến để thọ giáo với các vị thiền sư. Các vị ấy vẫn nhờ các vị thiền sư chỉ dạy và ấn chứng cho cái sự tu chứng của mình. Chứ các vị ấy cũng chưa hẳn đã hoàn toàn tự tin, tự mình dám tu tập để tự mình dám tuyên bố là mình đã chứng đắc được các cái tầng thiền đó. Thì đó là cái sự tu tập ở cái sự chứng đắc về cái pháp thiền chứng, là một cái sự thanh tịnh dần dần. Tức là mỗi ngày cái tâm nó sẽ thanh tịnh hơn, cho đến khi mà nó thanh tịnh một cách rất là sâu sắc, thì vị đó sẽ chứng đắc được các cái tầng thiền như là sơ thiền. Khi mà chứng đắc được như thế thì vị đó đạt được cái sự nhất tâm hoàn toàn. Thì trong lúc đấy vị đó cũng sẽ thấy được cái tâm của mình nó như thế nào, và cái quang tướng ấy nó sinh ra ở đâu. Vì lúc đấy vị đó sẽ thấy được mình có 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì cái ý thức của mình nó sinh ra từ ở trong cái sắc trái tim. Vì lúc đấy mà nhìn xuống cái vùng bên trái, hướng tâm sâu vào cái sắc trái tim, thì vị đó sẽ thấy cái quang tướng nó xuất hiện ở đó. Vị đó cũng thấy cái tâm hữu phần hay là cái ý môn của mình nó sáng rực rỡ, và cái quang tướng nó phát sinh ra từ cái hơi thở, nó cũng phản chiếu ở dưới cái ý môn của mình. Thì đó là vị đó hoàn toàn đạt được sự nhất tâm, thấy tâm với tự tướng nó hòa hợp, nó hợp nhất với nhau. Cho nên là vị đó hướng tâm đến đâu, vị đó cũng sẽ thấy cái quang tướng và cái ý môn của mình nó gắn bó với nhau. Thì đó là vị đó nhờ có cái sự phân tích như vậy, kiểm tra ý môn của mình
nó hợp nhất với tự tướng, với quang tướng, thì đó, vì đó cũng sẽ phân tích ra được năm cái thiền chi tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Tại sao mà ở trong sơ thiền mà nó có được cái tâm nó thanh tịnh tuyệt đối? Bởi vì nó có năm cái chi thiền, nó đè nén năm cái thiền cái. Thứ nhất là cái thiền chi tầm, nó hướng và đặt tâm vào tự tướng, thì nó sẽ chế ngự được hôn trầm thụy miên. Vì vậy, cái người nào mà vào cái định càng sâu, cái tâm nó càng tỉnh giác, nó không có một chút hôn trầm thụy miên nào hết. Nếu như mà một cái người nào mà ngồi thiền, mình thấy mình rất là hôn trầm, rất là buồn ngủ, dã rượi, khó làm chủ, khó tỉnh thức, thì biết rằng mình có cái sự chú tâm rất là yếu. Cái tâm nó rất là yếu cho nên là nó mới hôn trầm. Còn nếu như cái tâm nó định tĩnh thì nó rất tỉnh táo, rất sáng suốt. Cho nên là một cái vị mà chú ở trong sơ thiền, tâm nó hoàn toàn tỉnh giác, hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ ràng, không mê mờ, không có mơ hồ một chút nào cả. Và cái đó là thiền chi tầm, nó đè nén hôn trầm thụy miên. Tứ thì nó đè nén hoài nghi, tức là cái vị đó sẽ có cái niềm tin vào cái pháp mình đang thực hành mà không nghi ngờ, không nghi ngờ rằng là nó không biết có cái sự tu tập, có cái sự chứng đắc hay không, mà lúc đấy vị đó hoàn toàn có cái niềm tin là nó có cái sự tu tập, có cái kết quả của sự tu tập, và cái sự tu tập là không uổng công. Vì nếu như mình bỏ thời gian công sức ra, thì lúc đấy cái tâm nó bám sát lấy đối tượng, nó không có hoài nghi, nó rõ ràng. Ở đây có cái sự định, có cái quang tướng của định, mà cái tâm của mình nó đang bám trên cái quang tướng đó, không có nghi ngờ gì cả. Và vị đó hoàn toàn có niềm tin vào cái sự tu chứng của mình. Vì đó có cái thiền chi hỷ, nó đè nén sân hận. Trong cái lúc mà an trú ở trong cái tầng thiền đấy, một cái niệm về sân si nó không khởi lên, không khởi lên bất cứ một cái tâm sân si nào hết. Tật đố ganh tị thù hiểm không khởi lên được. Cái thiền si lạc thì nó đè nén cái sự phóng dật, tức là lúc đấy nó hoàn toàn có cái sự an lạc và cái tâm nó không năng sang phóng dật. Và cái định, cái thiền si định thì nó sẽ đè nén cái tham dục, tức là lúc đấy không thể khởi lên bất cứ một cái niệm gì về tham dục. Thế cho nên là năm thiền chi nó đè nén hoàn toàn năm thiền cái. Vậy thì nếu như mà trong lúc mình ngồi thiền mà năm cái thiền cái nó còn khởi lên này, tham dục thì nó còn len lỏi vào trong tâm, nó còn khởi lên, sân hận nó còn len lỏi và nó khởi lên, hôn trầm thụy miên nó còn khởi lên, trạo hối, tức là mình còn có cái tâm trạo cử, phóng dật hối quá nó khởi lên, hoài nghi nó còn khởi lên, thì chưa đắc được sơ thiền. Còn nếu khi nào mà hoàn toàn năm cái triển cái đấy không còn khởi lên thì lúc đấy mới vào được sơ thiền. Khi mà vào được sơ thiền rồi, chứng đắc được cái an chỉ định rồi, thì coi như là lúc đấy cái đạo nộ bắt đầu mở ra, và cái con đường để mình tiến về cái sự giác ngộ là bắt đầu lúc đấy mình có thể bước đi những bước cao hơn được. Khi mà đã vào đến sơ thiền rồi, vì sẽ tu tập thuần thục với cái pháp sơ thiền đấy, như có thể nhập thiền bất cứ lúc nào, xả thiền bất cứ lúc nào, chú ở trong thiền 1 tiếng hay 2 tiếng hay 3 tiếng, mình có thể thuần thục như thế. Và 5 pháp thuần thục, mình có thể thuần thục quan sát các chi thiền, và mình có thể phản khán lại, kiểm tra phân tích lại các cái chi thiền đó. Thì thuần thục thì cái vị đó sẽ loại bỏ các cái thiền chi thô thiền, rồi nên nhị thiền, nên tam thiền và nên tứ thiền rất dễ dàng. Lúc đấy thuần thục với sơ thiền thì vị đó sẽ loại bỏ 2 thiền chi tầm và tứ để hướng lên nhị thiền, còn có hỷ lạc nhất tâm, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, đó là trạng thái của nhị thiền. Rồi vị đó thu tập thuần thục với nhị thiền thì vị đó loại bỏ cái thiền chi hỷ, diệt trừ cái thiền chi hỷ đấy, vị đó sẽ hướng lên tam thiền, còn lại lạc với nhất tâm. Thì đó là một cái trạng thái mà vị đó sẽ nhập vào cái tam thiền đó. Chỉ còn 2 cái chi là chi lạc với nhất tâm, rồi sau đó vị đó lạc bỏ, loại bỏ cái thiền chi lạc và nên tứ thiền, còn lại xả với nhất tâm. Thì đấy là ở trong khi mà chứng đắc các tầng thiền, phân tích ra các thiền chi một cách thuần thục rồi, thì biết cách loại bỏ các cái thiền chi thô thiền, sẽ đạt đến những cái tầng thiền vi tế hơn, định tĩnh thâm sâu hơn,
Và đến cái mức độ cuối cùng của cái pháp thiền niệm hơi thở này là chứng đắc được tứ thiền, còn lại hai cái thiền chi xả với nhất tâm. Thì cái lúc đấy cái hơi thở sẽ dừng lại hoàn toàn và sẽ không còn hơi thở nữa. Và trong suốt cái quá trình thực hành thiền, từ lúc bắt đầu thực hành thì cái hơi thở rất là thô thiển. Và sau đó thì khi mà cái sự tiến bộ của cái sự thực hành thiền hơi thở đấy là mỗi ngày cái hơi thở đó sẽ yếu đi, vi tế đi, mỏng manh, nhẹ nhàng đi, cho đến khi vào đến sơ thiền nó vẫn còn hơi thở nhưng nó rất là mong manh, vi tế, an tịnh. Khi lên đến nhị thiền nó cũng còn, lên đến tam thiền nó cũng còn, và khi vào đến tứ thiền thì hơi thở dừng lại hoàn toàn và không còn thấy hơi thở vào, hơi thở ra nữa, vì đó có thể an trú ở trong tứ thiền đó suốt cả ngày lẫn đêm. Thì đó là vị đó đã chứng đạt và chứng đắc được đến tứ thiền hơi thở. Thì lúc này một cái sự hành, một cái người mà nhiệt tâm thực hành thiền có thể chứng đắc đến tứ thiền, nhưng mà cái con đường tu tập lúc này cũng mới ở bước ban đầu, chưa phải chứng đắc đến tứ thiền mà đã xong cái lộ trình tu tập, vẫn còn cái sự tu tập để chứng đắc đến tứ thiền hơi thở rồi, rồi sau đó mình sẽ làm gì tiếp theo. Thì sự tu tập chứng đắc được thiền hơi thở này để mình làm cái gì? Để mình làm cái nền tảng để tu tập những cái pháp thiền khác, để tu tập để phát triển cái chánh trí, để tu tập phát triển cái trí tuệ cao hơn nữa, để đi đến cái sự giải thoát thì vẫn còn phải tu tập tiếp. Ví dụ như là một cái người mà tu tập mà đã chứng đến tứ thiền rồi thì vị đấy có thể tu tập các cái pháp thiền khác một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng. Ví dụ như là lúc mà mình chưa chứng được tứ thiền hơi thở, mình muốn thực hành cái pháp thiền quán 32 thể trược, tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan lá nách phổi ruột màng này, mình sẽ thấy rất là khó. Khi mà Đức Phật đã dạy mình quán 32 thể trược, gọi là cái pháp thân hành niệm, là một cái pháp tu tập rất là phổ thông trong cái thời Đức Phật. Đức Phật và các vị thánh đệ tử đã từng giảng dạy những cái pháp tu tập thiền quán đấy. Nhưng mà nếu như thời bây giờ, một cái người mà mình chưa có tu tập chứng, mình cái tâm của mình nó chưa có một chút định nào, mình cảm thấy quán không nổi và cảm thấy quán nó chỉ trên khái niệm, giống như là một cái người học thuộc lòng bài mà mình cảm thấy nó không có cái sự chứng đắc gì cả. Nhưng nếu như mà một cái người mà thực hành chứng được tứ thiền hơi thở rồi, vì đó muốn quán về 32 thể trược, vì đó sẽ nhập vào sơ thiền, rồi nên nhị thiền, nên tam thiền, nên tứ thiền, chú ở tứ thiền đấy cho đến khi cái tâm của mình nó định tĩnh, nó trở nên rất là sung mãn rồi, thì cái ánh sáng nó sẽ tỏa sáng, tỏa chiếu rực rỡ. Rồi sau đó vị đó mới dùng chính cái ánh sáng của cái tâm thiền đó, của cái tứ thiền đó, vị đó hướng tâm vào trong nội thân mình, vị đó sẽ quán về tóc, lông, móng, răng, da, thịt gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá, nách, phổi, ruột, màng, cho đến nước tiểu, từ nước tiểu cho đến móc tóc. Thì vị đó quán đến đâu, vị đó sẽ dưới cái ánh sáng của cái tâm thiền đấy, của cái tâm nó có định tĩnh đấy, vị đó sẽ thấy hình tự dáng của và màu sắc của các cái thân phần nó rất rõ ràng. Và trong một cái thời ngồi đấy, vị đó sẽ chứng đắc được cái pháp thiền quán về 32 thể trược đó không khó khăn. Ví dụ khi vị đó chú trên từng cái một thì vị đó sẽ đắc sơ thiền với từng cái một. Vị đó chỉ chú tâm ở trên tóc thôi thì vị đó sẽ chứng đắc được sơ thiền, lấy tóc làm đối tượng. Vị đó quán đến răng thì vị đó chú tâm ở trên răng thì vị đó sẽ chứng đến sơ thiền, lấy răng làm đối tượng. Vị đó chú ở trên móng hay là thịt gân xương tủy thận vậy, cứ chú ở trên một cái thì nó sẽ vào đến sơ thiền. Còn nếu như mà một lúc vị đó nhìn cả 32 thân phần này thì nó sẽ đắc đến cận hành định. Nếu như cái tâm nó bắt một lúc nhiều đối tượng khác nhau thì nó không thể vào được những tầng thiền cao, mà nó chỉ đạt được cái mức cận hành định mà thôi. Ví dụ như một cái người mà thực hành cái pháp niệm ân Đức Phật, mình thực hành một cách sung mãn rồi và nó sẽ đạt đến cái mức định cao nhất, đó là cận hành định. Bởi vì trong lúc niệm ân Đức Phật mình phải suy tư quán sát rất nhiều các cái ân đức khác nhau, cho nên là nếu như tu tập theo cái pháp niệm ân Đức Phật mình chỉ chứng đạt đến cận định,
và không chứng đạt được an chỉ định, tức là nó ở dưới mức sơ thiền. Còn nếu mình chú tâm trên một đối tượng thì mới chứng đắc được những cái pháp cao hơn như là an chỉ định. Thế thì vị đấy sau đó thì vị đó có thể tu tập chứng đắc được cái 32 thể trược rất nhanh chóng nếu vị đó đã đắc thiền hơi thở. Rồi sau đó vị đó muốn tu tập các biến xứ, các ca xin lá, thì vị đó sẽ có các ca xin lá về màu, đó là đen, vàng, đỏ, trắng. Nhưng mà muốn tu tập những cái ca xin lá đấy, nếu một người chưa đắc thiền muốn tu tập các ca xin lá, cần phải đi làm một cái biến xứ, tức là vị đó cần phải làm một cái đĩa đó, đường kính 30 phân và màu và vòng tròn, và vị đó sẽ dùng cái sơn để sơn lên cái đĩa đó. Mình có thể dùng cái đĩa đó bằng gỗ hay là bằng một cái vật liệu gì đó cũng được. Nhưng mà mình muốn thực hành ca xin lá đen thì phải dùng cái sơn đen, mình quét lên cái đĩa đó, mình treo ở trước mặt, mình mở mắt ra rồi mình nhắm mắt lại, mình niệm đen 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 đen. Rồi khi nào nó xuất hiện những cái sơ tướng hay là xuất hiện cái quang tướng, rồi mình chú tâm trên đấy, rồi mình sẽ đắc được các tầng thiền. Hay là muốn tu tập ca xin lá vàng thì mình dùng sơn vàng, mình quét lên cái đĩa đấy. Tu tập ca xin lá trắng thì dùng sơn trắng, tu tập ca xin lá đỏ thì dùng sơn đỏ, quét lên trên đó rồi mở mắt ra nhìn cái vòng tròn đó. Sau đó thì nhắm mắt lại và mường tượng ra cái vòng tròn đó và cứ niệm là trắng trắng. Thì mình sẽ đắc được thiền ca xin lá trắng. Hay là mình nhìn vào cái màu đen thì mình sẽ niệm đen đen thì đắc được ca xin lá đen. Nhưng với một cái người mà chưa đắc được thiền hơi thở thì lúc nào mình cũng phải mang theo cái vòng tròn đó, cái đĩa, cái ca xin lá đó, ngồi thiền ở đâu mình phải để nó ở trước mặt như thế này. Chính vì vậy cho nên là cái sự thực hành thiền với người sơ cơ thì thường thường là sẽ thực hành pháp thiền niệm hơi thở. Bởi vì là cái pháp thiền niệm hơi thở mình không cần phải đem những cái dụng cụ đấy theo mà mình vẫn thực hành được. Mình cứ nhắm mắt là mình để tâm trên hơi thở, là mình nhận biết được hơi thở vào ra, mình dán châm trên hơi thở, chú tâm trên hơi thở và mình chứng đắc được cái pháp thiền niệm hơi thở. Sau đó mình muốn tu tập các ca xin lá màu đấy thì sau đó mình chỉ cần hướng tâm lên cái màu đen của tóc, mình niệm đen 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 đen, chỉ trong vài phút nó đã đắc định rồi. Nếu như mà đã đắc thiền hơi thở rồi thì mình tập đến các cái biến xứ ca xin lá khác nó rất nhanh. Hay là mình muốn tập ca xin lá trắng thì mình hướng tâm vào cái màu trắng của xương hay là của răng này, mình niệm trắng trắng trắng, thì cũng trong một cái thời thiền ngắn nó cũng sẽ đắc thiền đối với các cái ca xin lá đấy. Mình muốn tập ca xin lá đỏ thì mình chú tâm vào máu, cái màu đỏ của máu, mình niệm là đỏ 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 thì nó sẽ chứng đắc các ca xin lá đấy. Rồi cái lúc đấy vị đó mà muốn tập các cái ca xin lá khác như là đất, nước, lửa, gió thì mình chỉ cần nhập vào tứ thiền hơi thở, sau đó mình xuất ra, mình tưởng nhớ lại cái một cái vòng tròn đất mà mình đã nhìn ở ngoài đường đi, ở ngoài vườn nhà mình, ở bất cứ đâu mình cũng có thể tìm được một cái mặt đất bằng phẳng. Mình tưởng nhớ lại, mình niệm đất đất đất, mình sẽ đắc được thiền ca xin lá đất. Mình chỉ cần lấy một chậu nước lên, mình nhắm mắt vào, mình tưởng ra cái nước đấy, mình niệm nước nước, nó sẽ chứng đắc ca xin lá nước. Mình nhớ đến cái ngọn lửa thì mình sẽ thực hành được ca xin lá lửa. Mình nhớ đến cái gió mà nó đang thổi ở ngoài lá cây hay nó chạm ở trên mặt mình sẽ thực hành được ca xin lá gió. Mình có thể hướng vào cái ánh sáng của cái bóng điện, của ngọn đèn hay là của mặt trời nó chiếu trên mặt đất này. Mình có thể tập được ca xin lá ánh sáng, hoặc là cả ca xin lá hư không thì mình nhìn vào một cái khoảng không nhỏ, tập được các cái ca xin lá hư không đó. Khi chứng đắc được thiền hơi thở rồi sẽ lần lượt tu tập 40 đề mục thiền còn lại rất dễ dàng, rất nhanh chóng nếu như mình muốn tập các cái pháp thiền đấy. Ví dụ như các thiền ca xin lá đấy mình tu tập để làm cái gì, thì các cái pháp thiền các cái ca xin lá đấy mình có thể tu tập để làm nền tảng để phát triển các cái pháp thiền vô sắc giới. Vì đấy có thể tu tập chứng đắc đến không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Mình tu tập những cái tứ thiền bát định có thể thành tựu được. Mình tu tập những cái tứ thiền bát định đấy để làm gì? Để nó có hai mục đích để mình tu tập cái pháp thiền định một cách viên mãn đấy. Một là một cái người mình mà muốn phát triển những cái năng lực thần thông, ví dụ như là một cái người mình muốn nhớ về những đời sống quá khứ thì cái vị đấy cần phải tu hành thực hành tứ thiền bát định.
thuần thục với tứ thiền bát định và thực hành thiện xảo, làm chủ tâm theo 14 cách. Thì nếu như mà quý vị nào mà có tham gia các cái khóa học về thanh tịnh đạo thì sẽ dạy rất là chi tiết về 10 các cái ca xin lá, hay là thực hành 14 pháp thuần thục, hay là thực hành 5 cái thắng trí, các cái năng lực thần thông như thời Đức Phật. Thì các vị tỳ kheo có những cái năng lực thần thông đó rất là dễ dàng, và tu tập chứng đắc những cái pháp thiền chỉ quán và chứng đắc đạo quả thì rất dễ dàng. Nhưng càng về sau này thì cái sự tu tập nó sẽ khó khăn hơn, do cái tâm của chúng sinh càng ngày càng ô nhiễm hơn, cái niềm tin về giáo pháp càng ngày càng yếu đi, và cái người thực hành giáo pháp càng ít đi. Cho nên cái người mà để mà tu tập chứng đắc được những cái pháp rất là cao như thời Đức Phật thì bắt đầu dần dần giảm xuống, giảm dần. Và những người mà tu tập mà còn chứng đắc được như thời Đức Phật thì bắt đầu trở nên khan hiếm và khó tìm. Nhưng mà vẫn có thể tu tập được những cái pháp thiền chỉ, thiền quán, chứ cũng không phải là không có thể tu được, tức là vẫn có thể tu được nếu như một cái người đấy mình còn có niềm tin, mình còn có cái sự tinh tấn thực hành. Thì tất cả những cái 40 pháp thực hành về thiền định đấy đều có thể tu tập một cách rất dễ dàng, nhanh chóng nếu như vị đó mà đã chứng đắc thiền hơi thở. Vì đó có thể thực hành thiền tâm từ bi hỷ xả, rất nhanh chóng chứng đắc các cái tầng thiền, và các cái pháp thiền về quán tử thi, niệm về bộ xương, quán về sự chết, niệm ân Đức Phật, đều có thể tu tập chứng đắc trong một cái thời thiền đó. Đấy là khi mà chứng đắc được thiền hơi thở rồi, lấy đó làm nền tảng để chuyển sang những cái pháp thiền khác, nó dễ như vậy. Rồi sau đó vị đó sẽ phát triển thực hành những cái pháp thiền tuệ, phân tích ra những cái pháp chân đế. Thì khi mà muốn phân tích những pháp chân đế đó, mà mình có thể là học vi diệu pháp, mình sẽ thấy Đức Phật dạy những pháp chân đế đó là sắc chân đế, danh chân đế, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Đó là những cái pháp chân đế. Và những cái pháp đó thì không thể nào mà có thể thấy được nếu như một cái tâm không đắc định. Nếu như một cái tâm không đắc định thì không bao giờ mình có thể quán sát được, mình có thể phân tích ra được và mình có thể thấy được những cái pháp chân đế đó. Thì chỉ khi nào mà mình tu tập có đắc định thì mới phân tích ra được. Thì cái đắc định nó có 3 mức độ, đó là sát na định, cận hành định hoặc an xỉ định. Thế nhưng cái người mà chứng đắc đến tứ thiền hơi thở là chứng đắc được an xỉ định. Còn có những người thực hành những cái pháp thiền tứ đại, chỉ cần chứng đắc đến cận định của thiền tứ đại thì vị đó cũng phân tích ra được những cái pháp chân đế, sắc chân đế và danh chân đế. Đó ví dụ như là một cái người quán trên thân này có 4 đại: đất, nước, lửa, gió. Vì đấy sẽ quán là đất nó có những cái đặc tính cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ. Nước nó có những cái đặc tính chảy dính, lửa nó có những cái đặc tính nóng lạnh, gió nó có cái đặc tính đẩy và tính nâng đỡ. Khi mình phân biệt được cả 12 đặc tính đó trên thân thì toàn thân sẽ chuyển thành một cái màu, một cái khối trong suốt. Mình đưa tâm vào cái khối trong suốt đó thì cái khối nó vỡ tan, nó thành, và cái trí tuệ của mình sẽ thấy được những cái hạt nguyên tử, tức là cái hạt vật chất nhỏ nhất mà trong kinh Đức Phật hay gọi là những cái hạt kalapa, và đôi khi nhiều cái pháp nói là những cái hạt vi trần, tức là Đức Phật lấy ví dụ như là một cái người lấy một cái sợi tóc mình chẻ ra thành 100 phần, rồi lấy một phần 100 ấy lại chẻ ra thành 100 phần nữa, rồi lại lấy một phần 100 ấy chẻ ra thành 100 phần nữa. Cứ chia chẻ như thế cho đến khi nào mà không thể mổ xẻ, không chia chẻ, không phân tích được nữa thì đó là cái hạt sắc pháp. Thì trong tất cả những cái vật chất này nó như thế. Cái thân của mình nó cũng được gọi là cái thân tứ đại này. Khi mà mình phân tích ra được cái thân đất, nước, lửa, gió đấy thì mình sẽ phân tích ra được những cái hạt sắc. Thì với cái người mà chưa đắc định thì mình rất khó có thể phân tích được. Nhưng mà nếu như một cái người làm thực hành chứng đắc được thiền hơi thở rồi thì lúc ấy mình chỉ nhập vào thiền hơi thở để cho cái tâm nó định tĩnh rồi, sau đó chuyển sang phân tích tứ đại ở trên thân thì nó sẽ nhanh chóng chứng đắc được cận hành định của thiền tứ đại. Rồi sau đó mình sẽ đưa cái tâm vào trong cái thân tứ đại đấy và sẽ phân tích thấy ra được những cái hạt sắc chân đế. Thì có bao nhiêu cái sắc pháp mà Đức Phật dạy, 28 loại sắc khác nhau, chia làm 4 nhóm: nhóm sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh, sắc do thời tiết sinh, sắc do vật thực sinh. Thì lúc đấy mình đều có thể tuệ chi, đều có thể quán chiếu, đều có thể thấy được những cái hạt sắc đó. Thì khi mà quán được cái sắc đấy rồi để làm gì? Để mình phá vỡ ra được cái ảo tưởng về cái thân này.
cái thân này nó chỉ là những cái hạt sắc đó. Nhưng mà với cái con mắt thường, mình không có nhìn cái thân này là sắc pháp, là ngũ uẩn, mà mình nhìn là đây là thân của tôi. Rồi mình sinh ra cái phân biệt là đẹp hay là xấu. Rồi mình sinh ra cái tư tưởng đó là yêu hay là ghét. Còn khi mà một cái người mà mình quan sát đó rồi, thì thân đẹp hay xấu hay là mình, nó như thế nào thì mình cũng không quan trọng, mà chỉ thấy nó chỉ là tứ đại, nó chỉ là những cái hạt sắc pháp mà thôi. Thì sắc do nghiệp, là những cái nghiệp quá khứ nó tác động ở trên cái thân, cho nên là có thể mình có cái thân có tốt đẹp là do một phần là do nghiệp, một phần là do tâm, tâm ở hiện tại. Nếu mà cái tâm của mình nó thanh tịnh thì nó sẽ tạo ra cái sắc thanh tịnh, thì mình sẽ cảm thấy cái thân của mình nó cũng xinh đẹp do cái tâm của mình cao thượng. Còn sắc sinh ra do vật thực, do thức ăn, nó tạo ra sắc do thời tiết. Thì đấy là mình có thể tuệ chi được sắc. Thì đồng khi tuệ chi được sắc thì mình cũng tuệ chi được danh. Danh nó nương ở trên sắc. Ví dụ ở trên mắt của mình nó có cái nhãn tịnh sắc. Cái nhãn tịnh sắc là cái sắc thần kinh. Và nó có cái nhãn thức nó nương ở trên đấy, nó nhận biết cái cảnh sắc. Ở trên tai thì nó có nhĩ tịnh sắc, nó có cái thần kinh của cái thần kinh của nhĩ tịnh sắc ấy, thì nó có cái nhĩ thức nó nương đấy, nó nhận biết âm thanh. Ở mũi thì nó có tỷ tịnh sắc, nó nhận biết mùi. Lưỡi thì nó có thiệt tịnh sắc, nó nhận biết vị. Ở thân thì nó có thân tịnh sắc và nó nhận biết những cái xúc chạm. Còn có một cái ý của mình, là cái ý thức của mình nó sinh ra từ sắc trái tim. Tức là những cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình, cái nhận thức của mình, ví dụ như là con mắt của mình nó nhận biết cảnh sắc, thì nó chỉ có hướng vào cảnh sắc đó, nó nhận biết cái cảnh sắc đấy. Còn cái tâm mà nó muốn nhìn cái sắc đấy lại là sinh ra từ ý, tức là từ ở trong trái tim của mình nó khởi lên. Rồi là cái tâm nó tiếp thâu cái cảnh sắc ấy, nó cũng từ ở cái sắc trái tim. Cái tâm nó suy xét cái cảnh sắc đấy. Rồi cái tâm nó xác định cái cảnh sắc này là tốt hay xấu, cũng sinh ra từ ở trái tim. Rồi là nó khởi lên cái tâm thiện hay tâm bất thiện, tâm tham hay là tâm sân, hay là cái tâm tịnh hảo, nó khởi lên đối với cảnh sắc đấy, thì những cái tâm đấy nó cũng đều sinh ra từ sắc trái tim. Đấy là khi phân tích ra như thế thì mình sẽ thấy ra được cả danh pháp và sắc pháp. Và thì từ cái sự phân tích ra được danh pháp và sắc pháp đấy thì mình có thể gọi ở một cái cụm từ chung ngắn gọn nhất, đó là cái thân này là danh sắc. Hay là mình có thể chia ra ở một cái mức độ chi tiết, ở cái mức trung bình, đó gọi là cái thân này là thân năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Hay là cũng gọi là cái thân này, mà cũng gọi là cái pháp phân biệt đấy, gọi là tứ niệm xứ, đó là thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Hoặc là cũng gọi là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, 12 xứ, hay là gọi là 18 giới, là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Thì đó cũng chỉ là danh sắc, nhưng mà Đức Phật tùy theo cái căn cơ của mỗi người. Cái người nào có trí tuệ thâm sâu nhất, cái trí tuệ sắc bén nhất, thì Đức Phật dạy một cách vắn tắt, đó là Đức Phật dạy là hãy quán cái danh sắc này, nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Và vị đó sẽ nương vào cái lời dạy của Đức Phật, quán sát tuệ chi như vậy. Vì đó thấy được cái sự vô thường trên danh sắc, vì nó sinh và nó diệt. Ngay lập tức thấy được cái khổ trên danh sắc, thấy được cái vô ngã trên danh sắc. Nên vị đó diệt trừ được vô minh, thành tựu được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Còn cái người nào mà trí tuệ ở cái mức độ trung bình thì Đức Phật sẽ dạy là hãy quán theo thân ngũ uẩn, hãy quán năm uẩn này. Nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Thì vị đó quán như thế, thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã trên cái năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Rồi vị đó cũng sẽ diệt trừ được vô minh, tham ái, chấp thủ và đạt được cái trí tuệ giác ngộ và chứng đắc niết bàn. Hoặc là cũng có thể Đức Phật sẽ dạy vị đó quán theo tứ niệm xứ. Đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, đây là pháp. Quán để thấy rằng thân này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Các cái cảm thọ do sáu căn tiếp xúc với sáu trần này sinh ra cũng không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Các cái tâm nó nhận biết các cảnh trần và các cái xúc pháp đó cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Thì đó cũng là một cái cách quán.
về tứ niệm xứ, hoặc là cái người nào mà cái trí tuệ chậm chạp hơn thì Đức Phật sẽ dạy là quán về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Đức Phật sẽ dạy là con mắt này là thường hay vô thường, cái cảnh sắc là thường hay vô thường, thì cũng vậy tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì vì đó để mà thấy ra được cái sự vô thường, khổ, vô ngã trên sáu căn, sáu trần. Còn dạy theo cái mức chi tiết nhất là dạy theo 18 giới, cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp và sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì đấy là cái pháp quán để tu tập cái pháp thiền tuệ, thiền quán. Thì dựa trên cái tâm mà nó có định thì vậy đó mới phân tích ra được những cái pháp chân đế đó, mới thực hành được cái pháp về thiền tuệ. Đó nên là Đức Phật mới dạy là một cái hành giả, mà một cái vị tỳ kheo mà tu tập thiền hơi thở làm cho thuần thục, làm cho sung mãn, thì vị ấy cũng sẽ làm cho tứ niệm xứ được sung mãn, được viên mãn. Tức là vị đấy khi mà tu tập chứng đắc được thiền niệm hơi thở rồi, vì đó sẽ phát triển được thiền quán, thiền tuệ, vì đó có thể phát triển về cái pháp thiền tứ niệm xứ. Thì cái lúc mà thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở thì đó được gọi là thân quán niệm xứ. Thì cái hơi thở nó là một cái phần của thân, nó thuộc về vật chất, nó là sắc pháp. Khi nào mình đắc thiền, mình có thể hướng tâm vào cái hơi thở, mình phân tích trên cái hơi thở, mình sẽ thấy cái hơi thở vào, hơi thở ra, nó là vật chất, nó là cái nhóm sắc do tâm sinh, nó có đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất và âm thanh của hơi thở. Vì thế nó thuộc về thân. Vậy thực hành cái thiền niệm hơi thở vào ra là mình đang thực hành thân quán niệm xứ. Sau đó thì mình sẽ phân tích ra những cái danh uẩn, những cái danh pháp, những cái tâm, tâm sở nó nương trên các cái sắc này nó sinh lên. Thì lúc đấy mình sẽ phân tích ra được cái thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ. Đấy là thực hành được tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ được tu tập thuần thục làm cho viên mãn thì thất giác chi cũng sẽ được viên mãn. Tức là lúc đấy mình sẽ phát triển được trạch pháp là trí tuệ, sẽ phát triển được về niệm giác chi, tuệ giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh nhan giác chi, niệm giác chi, định giác chi, xả giác chi. Thì do cái sự tu tập về trong các cái pháp thì nó đều được viên mãn ở trong đấy. Tức là tất cả những cái pháp về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, nó đều có ở trong cái sự thực hành thiền. Ngay cái lúc mình thực hành thiền trên cái pháp thiền niệm hơi thở thì tất cả những cái pháp cần phải tu tập nó đã đều được đầy đủ viên mãn. Và các cái ba la mật mình cần tích lũy. Nếu như một cái người nào đó mình nghĩ rằng là đời này mình không có thời gian để chuyên tu, để có thể tu tập, để có thể thành tựu rốt ráo được, thì mình có thể tu tập mà gọi là tập sự gieo duyên, hay là tu tập mỗi ngày bỏ ra một thời công phu, hai thời công phu, thì mình cũng đang tích lũy các cái ba la mật. Bởi vì các cái ba la mật là những cái pháp mà để thành tựu cái niết bàn ở trong ngày vị lai. Giống như là một vị Bồ Tát phải tích lũy các ba la mật trong bốn a tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp mới viên mãn được cái đạo quả niết bàn. Cũng như vậy, nếu như bây giờ mình muốn đi đến Niết Bàn, nếu như mình vẫn còn bị vướng buộc với lại những cái pháp thế gian, mình chưa có thể dứt bỏ được hết những cái phận sự ở thế gian, nhưng mình giữ cái con đường thực hành thiền, mỗi ngày nó sẽ viên mãn các cái ba la mật đó. Tức là trong lúc thực hành thiền đấy thì nó sẽ có, mình sẽ có giữ được cái giới nó thanh tịnh. Thì mỗi một thời ngồi thiền, thân khẩu ý của mình thanh tịnh, không phạm một lỗi lầm nào, nên giới thanh tịnh. Mà cái con đường thực hành thiền mình ước muốn chứng đắc Niết Bàn thì đó nó sẽ trở thành gọi là chỉ giới ba la mật. Khi mà mình thực hành thiền mình tinh tấn, mình không có biếng nhác thì nó trở thành tinh tấn ba la mật. Mình kham nhẫn thì nó trở thành kham nhẫn ba la mật. Mà lúc đấy cái tâm của mình nó không chạy theo những cái ngũ dục thế gian thì nó thành tựu được suốt ni ba la mật. Nó giống như là những cái pháp của các bậc xuất gia, nó cũng là suốt ni ba la mật. Rồi là vị đấy tinh tấn thực hành thiền như vậy thì nó cũng thành tựu được cả chân thật ba la mật. Cái lúc thực hành thiền mình phải sống chân thật với chính mình nhất, không có cái lúc nào mình cần phải chân thật như cái lúc thực hành thiền. Mình phải có quyết định, lúc đấy mình quyết định là ta sẽ ngồi trong 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,
chưa hết cái thời gian đó mình chưa đứng lên thì nó sẽ thành tựu quyết định ba la mật. Rồi cũng từ đấy nó thành tựu được cả tâm từ, tâm và xả tâm ba la mật. Rồi sau đó mình có thể chia sẻ những cái pháp thực hành thiền với người khác thì nó cũng thành bố thí pháp, pháp thí thì nó cũng thành bố thí ba la mật. Vậy thì nếu một cái người nào mà thực hành thiền, tu tập sung mãn thì nó sẽ sung mãn, viên mãn đầy đủ tất cả những cái pháp mà Đức Phật đã giảng dạy. Đó là cần phải những cái thiện pháp gì, những công đức gì, những phước lành gì, nó đều có đầy đủ ở trong cái sự thực hành thiền. Vậy mỗi một cái thời thực hành thiền là cái người đấy đang tích lũy, đang bồi bổ được những phước lành, được những cái công đức, được những cái pháp để đi đến Niết Bàn. Có thể là ở hiện tại mà cũng có thể là ở tương lai. Nó tùy duyên, tùy theo cái sự tinh tấn của mỗi người. Thì đó là cái ý nghĩa của cái việc mà một cái người mà thực hành cái pháp thiền hơi thở, nó sẽ có từng bước như vậy. Sẽ cần phải thực hành cái pháp thiền như thế, và cái phương pháp thực hành pháp thiền hơi thở là như vậy. Và cái sự phát mình thực hành cái pháp thiền hơi thở để làm cái nền tảng để phát triển cái trí tuệ, để đi đến Niết Bàn, để chấm dứt khổ đau sinh tử, có thể là trong đời này và cũng có thể là ở trong đời vị lai. Nhưng đó là cái con đường để đi đến Niết Bàn. Mình có thể lựa chọn một cái pháp thiền nào đấy phù hợp với mình cũng được. Nhưng mà có cái pháp thiền mà phổ thông nhất được Đức Phật rất là chú trọng, đề cao, tán dương, và cả thời xưa cho đến thời nay rất là nhiều người thực hành, đó chính là cái pháp thiền niệm hơi thở. Thì đấy là trong cái bài pháp ngày hôm nay, thì cái thời gian nó chỉ có hạn, thì sư cũng sẽ chia sẻ với toàn thể các Phật tử ở chùa An Lạc trong khóa tu hôm nay. Đó là cái bài về cái phương pháp thực hành thiền niệm hơi thở. Thì đến đây thì sư xin chấm dứt bài giảng. Còn nếu mà các quý Phật tử mà có câu hỏi thì sư sẽ trả lời. Giữ lưng thẳng vừa phải. Mặc dù giữ lưng thẳng nhưng mà mình vẫn giữ được cái sự thoải mái, không có gò ép nhé, và không có gồng cứng thân. Mà nếu như mà đang ngồi giữ lưng thẳng mình cảm thấy mệt mỏi, mình có thể trùng lưng xuống không sao hết. Cũng đừng nghĩ là ngồi trùng lưng xuống nó sẽ có vấn đề gì. Có cái người, có những cái người cái sức khỏe rất là kém và cứ ngồi thẳng lưng là sẽ rất là mệt. Và nếu như vị đó ngồi trùng lưng tự nhiên thì vị đó lại ngồi được dễ hơn, lại ngồi không bị đau đớn. Thì ngồi thì là giữ lưng thẳng như vậy, giữ đầu thẳng, tuyệt đối là đầu không được cúi. Nếu cái người nào mà cúi là sẽ không thấy được hơi thở ở mũi này, mà lúc đấy tâm nó sẽ bắt ở trên trán này. Và khi mà tập lâu ngày mình sẽ thấy nó nặng nặng ở trên đầu này. Và sau này nó rất là khó và nó mất chánh niệm, và điều đó không tốt. Vậy thì giữ lưng thẳng tự nhiên, mắt thì nhắm hoàn toàn, nhắm một cách rất tự nhiên nhưng nhắm hoàn toàn. Và mình phải hướng tâm lên cái điểm xúc chạm, đó là ở cái da ở hai bên cánh mũi này. Mình để ý cái hơi thở nó đi vào và đi ra, nó sẽ có một cái làn gió rất là nhẹ, nó chạm chạm vào cái da đấy, thì đấy được gọi là điểm xúc chạm. Thì chỉ cái nhiệm vụ của mình đó là biết cái hơi thở đó nó đang đi vào và biết nó đang đi ra mà thôi. Thì mình chỉ biết nó đi vào, biết nó đi ra như vậy. Thì với cái người mới tập ban đầu thì có thể sẽ hay hướng đến cái khái niệm, đó là khi vào mình sẽ niệm vào, khi ra mình sẽ niệm ra, mình cứ vào ra vào ra. Nhưng với cái người đầu mới sơ cơ mình cảm thấy nó khó bắt hơi thở quá thì mình có thể dựa vào khái niệm cũng được, nhưng không được nương vào cái khái niệm đấy quá lâu. Mình có thể nương vào cái khái niệm đó 5 phút, 10 phút thì được, chứ mình không được giữ cái khái niệm đó suốt thời thiền. Khi còn có những người mình có cái chánh niệm tốt, mình chỉ cần hướng tâm lên hơi thở, mình sẽ thấy cái đặc tính vào ra của hơi thở mà không cần khởi lên cái khái niệm vào ra, mình vẫn nhận biết được hơi thở. Thì mình cứ biết cái đặc tính của hơi thở nó vào ra ngay ở cửa mũi này, và không được theo hơi thở xuống dưới bụng này, tuyệt đối không được. Không được theo hơi thở vào trong mũi, không được theo hơi thở vào trong ngực, không được theo hơi thở xuống dưới bụng dưới hay đan điền gì hết. Tất cả những cái đấy là phải bỏ qua, chỉ giữ tâm ở trước cửa mũi này. Mà có thể là để sát vào cái da ở mũi cũng được, nhưng cái lúc nào cái tâm của mình nó cảm thấy nó căng căng thì mình để cách cái da ra một tí, đừng ra xa quá, đừng vào sâu quá. Đấy là hai cái cần phải tránh, để tâm nó sát sát ngay ở cửa mũi này thôi. Thì mình cứ để tâm như vậy, và cứ ý thức của mình luôn luôn biết hơi thở đang đi vào,
biết hơi thở đang đi ra. Cứ duy trì cái tâm biết hơi thở đi vào đi ra như thế. Mình an trú cái tâm ở đây, không cần phải làm gì cả, không cần phải phân tích cái hơi thở, mà mình chỉ nhận biết hơi thở thôi. Thì khi mà mình cứ nhận biết hơi thở như thế, với một cái sự tập trung vừa vừa, không quá mạnh, không quá yếu. Nó có 3 mức độ mình tập trung. Đó là lúc mới đầu thì mình phải chú tâm hơi mạnh một chút để gom tâm về cái cửa mũi này. Nhưng mà sau đó mình lại phải hơi nới lỏng ra nếu như mình cảm thấy cái chú tâm nó căng. Hoặc là mình giữ tâm ở cái mức vừa vừa, không mạnh, không yếu. Nhưng mà những cái mức độ chú tâm nó không liên tục, sẽ có lúc nó mạnh lên. Và lúc nào cái tâm nó mạnh lên mình phải biết sự chú tâm đã mạnh quá thì cần hơi giảm nó xuống một tí. Khi nào mà cái sự chú tâm nó yếu quá, mình thấy những cái suy nghĩ nó khởi lên quá là rõ ràng, thì biết rằng cái chú tâm yếu quá, mình cần phải chăm chú lên một tí. Còn lúc nào mình cảm thấy cái sự nhận biết hơi thở vừa phải, không quá căng, không quá là nơ nà, thì mình cứ giữ cái tâm thản nhiên như vậy. Thì mình cần phải canh chừng để làm cho cái tâm nó không bị quá chăm chú, không quá nơ nà, phải giữ được cái tâm ở cái mức vừa vừa. Đấy là trong suốt thời thiền mình cần phải làm như thế. Thì trong một thời thiền mình kéo dài bao nhiêu phút thì mình tự mình tác ý. Người ta sẽ ngồi thiền 20 phút, 30 phút hay 1 tiếng, 2 tiếng. Đấy là mình sẽ tác ý như thế và mình sẽ duy trì tâm ở trên cái hơi thở trong một cái khoảng thời gian bằng đó. Bây giờ sẽ có 20 phút để cho mọi người ngồi thiền ha, để mọi người lấy kích kinh nghiệm. Và bây giờ là 4 giờ 10 phút và đến 4 giờ 30 phút thì mọi người sẽ xả thiền ha. Thì giờ sẽ nhắm mắt vào và chú tâm vào hơi thở. Và ý thức của mình nhận biết hơi thở. Và trong vòng 20 phút mình sẽ luôn luôn nhận biết cái hơi thở đó. Và khi cái tâm của mình nó nghĩ đến chuyện khác thì mình nhắc nhở cái tâm là hãy buông bỏ cái suy nghĩ đó, buông xả những cái suy nghĩ đó vì nó không có lợi ích gì. Nhận biết hơi thở, nhận biết hơi thở. Thường xuyên nhắc nhở và tác ý cho cái tâm của mình nó chánh niệm trên cái hơi thở như vậy. Bây giờ mình bắt đầu ngồi thiền vậy ha.
đã hết 20 phút hành thiền rồi. Trong cái thời gian 20 phút tập thiền, ở trong hội chúng đây có ai có kết quả gì, có thành tựu gì thì có thể trình bày để cho sư biết xem có ai có đạt được cái gì không? Hay cô xem đi. Có thấy màu trắng nó tỏa ra đấy gì? Nhưng mà tan nhanh lắm thầy. Nó tan ra hả? Tan nhanh lắm thầy ạ. Nó... Cô hàng ngày có hay hành thiền không? Dạ không thầy. Đôi khi nó cũng chỉ là cái tưởng thôi nhá. Dạ. Thì bây giờ mình... dù mình có thấy gì đừng có đi theo nào. Dạ. Và cứ nhận biết hơi thở. Cứ tiếp tục nhận biết hơi thở. Nếu mà hàng ngày ngồi thiền cũng thế. Trong khi nhắm mắt và ngồi thiền, chú tâm vào một đối tượng như vậy, nó sẽ sinh khởi nhiều, có thể sinh khởi lên những cái hình tướng, những cái màu sắc, những cái hình ảnh khác nhau. Nhưng mà cái người thực hành, mình không được đi theo bất cứ một cái hình ảnh gì, một cái màu sắc gì hết. Mình cứ đi theo bất cứ những cái hình ảnh, những cái màu sắc nào, cái hình tướng nào là sẽ sinh ra ảo tưởng. Mà luôn luôn phải nằm nơ tất cả những cái cảnh đấy đi và tiếp tục quan sát hơi thở. Cứ tiếp tục quan sát hơi thở như thế. Vì cái lúc mà dù nó là một người có đắc định, mình thấy những cái nimitta đấy nó xuất hiện, nhưng lúc đầu nó cũng chưa có quan trọng và nó cũng chưa thật. Có thể nó chỉ là cái hoa mắt của mình nó cũng hiện ra ha. Hoặc là dù nó có là mình có thành tựu được cái định thật thì lúc đấy mình cũng không được đi theo nó, vẫn cứ phải quan sát hơi thở để càng ngày nó càng định tĩnh thâm sâu hơn và càng ngày những cái quang tướng nó càng trở nên rực rỡ mạnh mẽ hơn. Thì lúc đấy mới xác định chắc chắn được là mình đã có định hay không. Dạ, dạ con thưa sư. Trong lúc con hành thiền 20 phút á, thì con thấy là cái hơi, con chú tâm vào hơi thở, thì có lúc con nắm bắt được hơi thở, con thấy là cái hơi thở của mình ngay cái đầu chóp mũi nó có hơi ấm ấm, nhưng mà có lúc thì con không có cảm nhận được. Rồi có lúc đây con đang chú tâm vào thì cái vọng tưởng có nghĩ về chuyện tương lai, hoặc là tương lai con sẽ dự định làm những gì, những gì, hoặc là nghĩ những cái quá khứ nó trồi lên, rồi con nhận biết được điều đó, con quay trở lại cái hơi thở của mình á. Hôm nay con quay trở lại để con quan sát ngay cái đầu chóp mũi để cảm nhận cái hơi thở, thì con có lúc con cảm nhận lại được, rồi có lúc con cảm thấy nó nhẹ, nó an tịnh, rồi có lúc con lại cảm thấy nó có một cái lỗ sâu á, rồi dạ, rồi có lúc thì con thấy hơi thở và có lúc cũng không thấy hơi thở được ạ. Dạ, rất cảm ơn sư. Đấy là nó sẽ mỗi người nó tùy theo cái tưởng của mình mà nó sẽ xuất hiện những cái cảnh khác nhau như vậy ha, những cái hình tướng khác nhau như vậy ấy. Thì vẫn phải bỏ qua hết tất cả những cái cảnh đó, không được đi theo nó, không được phân tích nó, không được suy luận đánh giá so sánh và tò mò xem nó giống cái gì, không được đi theo nhé. Mà cái chỉ có nằm nơ nó đi và tiếp tục nhận biết hơi thở vào ra, rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, mà đừng để cho cái tâm nó rời hơi thở, đừng để nó mất hơi thở. Khi nào mất hơi thở lại đưa về điểm xúc chạm, để tâm sát vào điểm xúc chạm để thấy hơi thở vào ra. Khi thấy được cái hơi thở vào ra rồi thì cũng không quan tâm đến điểm xúc chạm đó quá nhiều, đừng quan tâm nó quá nhiều, và để tâm trên hơi thở cũng đừng quan tâm cái hơi thở đó quá nhiều. Để trên hơi thở nhưng vẫn có cái sự tự do thoải mái của cái tâm, chứ không được chăm chú 100%, mà chỉ tập trung vừa vừa thôi. Dạ con kính thưa thầy ạ, con trong lúc con
hành thiền chú tâm vào hơi thở thì con để ý thấy á, lúc mà khi mà con hít vào á thì con không có thấy, không có cảm được cái hơi thở mà nó ở cánh mũi hoặc là ở trên trên cái môi á thầy, mà con thấy cái hơi thở nó xông thẳng vào trong luôn, nhưng mà con cố gắng con tập trung nhưng mà con không cảm được, nhưng mà cái hơi thở ra thì con cảm được ở trên cánh mũi, ở trên cánh mũi với lại là ở trên môi. Thì con ngồi một lúc thì con thấy si, con bị si chi phối á, cái người con nó gịch một phát, xong rồi con cố gắng con nhìn lại, tập trung vào cái hơi thở ngay ở cánh mũi với lại ở trên cái môi. Thì một lúc sau thì con lại thấy có sân nó khởi lên, nó lùng bùng hết trên đầu, ở trên đỉnh đầu với lại là tai, là có, thì con thấy cái thọ khổ ở trên chân đó, nhưng mà nó xanh, nó khởi lên lùng bùng hết trên đầu. Thì con cố gắng con tập trung vào cái hai cái cánh mũi với lại là trên cái môi á thầy, thì thầy cho con cách để con đấy là khi cũng sẽ có những người ngồi thiền nó sẽ trải nghiệm ra rất là nhiều, cái tâm nó sẽ nan man và nó đi, nó bắt rất nhiều cảnh, rất nhiều đối tượng như vậy ha. Yeah. Thì cứ mặc kệ nó thôi. Yeah. Cứ mặc kệ, đôi khi ngồi nó vẫn có một chút phóng tâm, chứ không phải không có. Mới tập thiền mình chưa làm chủ được cái tâm hoàn toàn. Mình chỉ cần nó giảm bớt đi là được rồi. Còn nó suy nghĩ cái này cái kia cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà trong cái lúc nó suy nghĩ đến những cái này cái kia đấy, mình vẫn cố gắng thấy được hơi thở. Yeah. Cố gắng thấy được hơi thở trong cả cái lúc tâm nó nghĩ chuyện quá khứ tương lai. Còn khi nào nó khởi lên những cái cảm thọ như là đau nhức trên người thì chỉ nằm nơ nó đi thôi, không quan tâm nó. Còn đôi khi nó cũng, cái thân tâm nó mệt, nó cũng hơi hôn trầm một chút, nó vẫn có thể là hơi hôn trầm, cứ mặc kệ nó, rồi nó lại tỉnh táo lại, rồi tự mình nhắc nhở là hãy tỉnh giác, lại tỉnh giác. Rồi khi mà nó khởi lên những phiền não thì phải cố gắng vượt qua, cố gắng là buông bỏ hết những cái phiền não này, rồi nhắc nhở tâm như vậy, rồi huấn luyện tu tập, dần dần nó sẽ thuần thành dần dần, nó thuần thục dần dần, chứ nó không thể nào mà tốt ngay được. Yeah. Phải phát triển nó lâu lâu rồi mỗi ngày thì nó mới tiến bộ lên một chút chút. Dạ thầy cho con, dạ thầy cho con hỏi thêm là lúc mà con nhìn hơi thở thì ở nhà con cũng có thiền tập, thì mỗi lần thiền con thiền được một tiếng, nhưng mà con thiền quán chứ con không thiền hơi thở. Thì con có lúc mà con, trong lúc mà con làm việc á, con cũng có quay lại hơi thở, thì con thấy hơi thở rất là rõ. Nhưng mà hôm nay là con thấy cái hơi thở nó rất là, gọi là nó nhẹ như là không thở gì á thầy. Nó là như thế nào ạ? Đúng, nếu mà mình đã từng tập thiền rồi thì cái chánh niệm nó đã có sẵn rồi nha. Yeah. Mình dù mình tập cái pháp thiền gì nó cũng đều phát triển chánh niệm hết. Yeah. Cho dù mình có tập thiền tuệ, thiền quán đi chăng nữa, nhưng mà ở cái giai đoạn đầu mình chưa đắc được tuệ thì đó nó cũng chỉ là chánh niệm. Còn khi mà mình thực hành thiền hơi thở, mình chưa đắc định, chưa đắc thiền thì nó cũng là chánh niệm. Dù cái gì đến nó cũng là chánh niệm. Mình có tu tập thì chánh niệm nó có tăng trưởng dần lên. Thì bây giờ mình dùng cái chánh niệm đấy mình quan sát hơi thở thì cái tâm nó sẽ an tịnh rất là nhanh. Cái tâm nó an tịnh thì hơi thở nó cũng trở nên an tịnh, nó trở nên rất là mỏng manh nhẹ nhàng như vậy. Thì từ cái mức độ như vậy mà cứ được thực hành thường xuyên, tập cái công phu được đều đặn hàng ngày là nó sẽ đi vào đắc định được. Nó sẽ đi vào định tĩnh rất là nhanh chóng. Dạ, con xin tri ân thầy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ thưa thầy, là con cũng mới đến với Phật Pháp, và sau khi con đến với Phật Pháp ấy, thì con thấy như mình tìm ra được một cái con đường của cái cuộc đời của mình. Ngày hôm nay về cái thiền ấy, thì con chưa có thời gian để được tập hoặc là ngồi thiền, nhưng ngày hôm nay con tới đây ấy, thì được thầy có dạy cho những cái cách như vậy. Qua 20 phút vừa qua thì con cảm thấy sau khi ngồi thiền xong thì con cảm thấy nó rất chi là dễ chịu. Trước mắt của con là rất dễ chịu. Dạ, cái câu con xin hỏi thầy ở đây thì nó không liên quan tới cái việc mà ngồi thiền, mà con có thấy thầy có dạy rằng là khi mà ngồi thiền thì mình sẽ thấy cái cuộc nó an lạc, và mình cảm thấy là nó từ bỏ được cái khổ đau. Khi con tới với Phật Pháp thì con cũng thấy được những cái điều đó. Vậy câu hỏi của con là con muốn hỏi thầy là ngồi thiền
nó sẽ hỗ trợ cho Phật Pháp, cho những người tu đi theo Phật để được an lạc, giảm khổ đau, hay là nó là một cái phần quyết định cho cái việc được an lạc và giảm khổ đau? Con xin tri ân Thầy, cảm ơn Thầy. Cái pháp thực hành thiền nó cũng là một cái pháp hiện tại lạc trú. Tức là nếu như một cái người mà ở cuộc đời này mình có nhiều những cái nỗi khổ về thân hay là về tâm, mà nếu như nhờ siêng năng hành thiền mà mình thành tựu được một chút cái pháp thiền đó, như là thành tựu được cái thiền chỉ, thiền quán, thì ngay trong hiện tại này nó cũng đã có được cái sự an lạc. Cái sự an lạc do cái tâm định tĩnh của mình nó sinh khởi. Nhưng đó nó chỉ là cái nhân của cái sự an lạc thù thắng hơn. Đó chính là cái sự đoạn tận được cái nhân sinh ra đau khổ, tức là diệt trừ được tất cả những cái phiền não ở trong tâm. Đó mới là cái mục đích quan trọng nhất. Vậy nên là sự thực hành thiền nó có cái an lạc, nhưng cái pháp của Đức Phật đó là dạy mình không tham ái vào cái an lạc của hành thiền ở hiện tại này. Nó có an lạc nhưng không tham ái, không dính mắc, không chấp trước vào. Thì những cái trạng thái mà đắc thiền thì an lạc nó rất là sung mãn, mạnh mẽ. Nhưng là nếu như mình chỉ trú ở đấy thì Đức Phật vẫn gọi đấy là hạ nhiệt, không cao thượng. Còn có cái an lạc cao thượng hơn, đó là chứng đắc được các đạo quả. Tức là cái sự tu tập khi mà phát triển đến thiền tuệ thì cái vị đấy có thể giác ngộ được các cái chân lý, phát triển ra được những cái trí tuệ rất là thù thắng nữa. Đó là cái trí tuệ giác ngộ hoàn toàn cơ. Và cái trí tuệ giác ngộ đấy nó cắt đứt được những cái phiền não một cách vĩnh viễn. Còn khi mà ở cái giai đoạn đầu mình mới thực hành thiền ấy, nó chỉ đè nén phiền não tạm thời. Mình thực mà hành được một chút thì nó đè nén được cái phiền não một chút, thì nó có được cái an lạc một chút ít thôi. Mình thực hành được ở cái mức cao hơn thì nó đè nén phiền não cao hơn. Nhưng mà đến giai đoạn cuối cùng là thực hành đến thiền tuệ để nó cắt đứt cái phiền não đấy một cách tuyệt đối cơ. Thì lúc đấy mình mới được cái sự an vui tuyệt đối. Thì cái sự an vui tuyệt đối chính là cái con đường để đi đến Niết Bàn, đi đến chấm dứt sinh tử, khổ đau đấy. Thì đấy mới là cái mục đích, cái đích cuối cùng của cái việc thực hành này. Còn cái sự an lạc đấy mình phải nằm nơ nó đi, chứ mình cũng không có mong cầu, không đắm nhiễm vào nó. Mà mình còn phải hướng lên để mình chứng đạt được những cái pháp cao hơn nữa. Chắc quý Phật tử hỏi một câu nữa nha. Tối nay thì giờ là gần 3 tiếng rồi đó. Gần 3 tiếng rồi đó. Tối nay thì khoảng 7 giờ 15. Thầy nghĩ là quý vị sẽ còn rất là nhiều câu hỏi. Thầy mong quý vị chuẩn bị những câu hỏi để tối nay chúng ta hỏi sư. Và có sư kinh nghiệm vừa qua để sư chia sẻ cho quý vị vào lúc 7 giờ 15 tối nay. Nên là thầy nghĩ là 3 tiếng là bắt đầu sư cũng như quý vị bắt đầu cũng mỏi chân lắm rồi đó. Nên là chuẩn bị lại những câu hỏi giùm thầy. Bây giờ thì thầy mời câu hỏi cuối đi, xong rồi để cho sư nghĩ nha. Rồi, anh kia giơ tay trước kìa. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính chào sư, kính chào thầy, kính chào các chư tăng ở đây và chào các đạo hữu ở đây. Thì thầy cho con có câu hỏi là con đã thiền tập cái môn thiền định này với cái đề mục hơi thở khá lâu rồi. Thì bây giờ con hỏi thầy là khi cái quan tướng nó khởi á, thì khi nó là như là một cái quả cầu khói như thầy nói, nhưng mà mới ban đầu á thì nó đục và nó không có được sáng, nhưng mà từ từ thì nó gom lại. Mà khi mà cái quả cầu á nó gom lại, nó sáng hơn, nó lại, thì con thấy là cái hơi thở của con nó gần như nó nhẹ lại mà mất. Thì trong lúc đó thì chúng ta nên, vẫn còn hai thứ vậy, thì chúng ta nên quan trọng cái nào hơn? Là chúng ta nên chú trọng đến hơi thở hay là quan tướng? Và thứ hai nữa là một chút xíu sau, nếu mà con để ý hồi thì cái nó không có được ổn định, nó lại cái quả cầu khói nó tan, nó muốn tan, thì lúc đó mình có được quyền tác ý một chút xíu không? Tức là con niệm trắng cho nó trắng ra, hay là mình niệm sáng như là tại trong cái phép Kasina trắng thì mình được quyền làm như vậy, nhưng mà ở đây trong cái đợt một hơi thở mình có được quyền niệm như vậy hay không?
Thưa sư, dạ, con cảm ơn ạ. Dạ, mình không được niệm như vậy nhé. Dạ. À, không được đi theo cái tướng đấy. Dạ. Cái nimitta nó mới xuất hiện thì nó còn mờ mờ, nó còn nó mòi khói khói như vậy. Dạ. Thì nó mới là chuẩn bị tướng, học tướng. Dạ. Và cái tướng đấy nó còn yếu. Vì vậy nên là phải nằm nơ nó đi, đừng nhìn vào nó, đừng quan tâm đến nó, và tiếp tục nhận biết hơi thở. Dạ, trở về hơi thở. Vẫn dạ. phải quan sát hơi thở. Dạ. Chỉ khi nào mà cái định của mình nó đạt đến một cái mức độ rất là thâm sâu, đó dạ. là khi nhắm mắt vào một cái, nó đã sáng lên ngay tức thì. Và mình có thể giữ cái ánh sáng đấy liên tục 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, mà nó rất rực rỡ, rất mạnh mẽ, nó tỏa chiếu, thì lúc đấy mình mới được chuyển tâm sang cái tự tướng đó. Dạ. Tức là nó sẽ có hai bước. Bước đầu, lúc nó mới xuất hiện cái nimitta, nó còn yếu thì tuyệt đối không được quan sát nó. Dạ, dạ. Không được để tâm vào nó, không được chú vào các cái màu sáng, màu màu trắng của nó, mà nằm nơ nó đi hoàn toàn, nơ dạ. hoàn toàn nhá, chỉ biết hơi thở thôi. Dạ. Thì cho hơi thở với cái quang tướng ấy nó hòa hợp với nhau. Và sau này mình phát triển đến định rất cao rồi thì mới được chuyển tâm vào cái tự tướng đó. Dạ, dạ. Dạ, như vậy thế nào là rất cao thầy? Rất cao đó là khi mà mình nhắm mắt vào một cái nó đã sáng ngay, và nó sẽ sáng liên tục không gián đoạn trong suốt cái thời thiền đó. Dạ. Kể cả 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, bất cứ giờ nào, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, nó cũng đều sáng được như vậy. Nó không bị mờ đi nữa, nó dạ. cứ liên tục như vậy. Thì lúc đấy mới được gọi là nó đã mạnh nhé. Dạ. Và lúc đấy mới được chuyển tâm sang cái tự tướng đó. Và khi chuyển tâm sang tự tướng thì lúc đầu mình chú tâm trên hơi thở một lúc, cho cái ánh sáng nó sáng rực lên, rồi sau đó chú tâm sang cái ánh sáng. Cũng không được nghĩ ra cái màu sắc hình dáng gì của nó, mà chỉ chú tâm ở cái quang tướng đấy, và quân bình năm căn ở đấy, và giữ cái tâm định tĩnh ở đấy, và dần dần nó sẽ vào an chỉ định, và lúc đấy không quan tâm đến hơi thở nữa. Dạ vâng, dạ, cha con đấy. Xin cảm ơn thầy ạ. Dạ. Kính thưa quý Phật tử, gần 3 tiếng trôi qua, bằng tất cả từ tâm và trí tuệ của sư, sư tóm tắt cho mình con đường tu tập thông qua cái đề mục niệm hơi thở. Kính thưa quý vị, là thầy biết quý vị là nếu mà quý vị không có học Phật pháp căn bản á, hôm nay mình giống như nghe thần chú vậy á, đúng không? Còn nếu mà quý vị nào đã học Phật pháp căn bản rồi, nhất là những cái 40 đề mục, hoặc là các bài trong 37 phẩm chợ đạo, thì mình sẽ hiểu sư đang nói cái gì, mình nắm căn bản, mình sẽ biết. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ còn có nhiều cái thắc mắc, nên là thầy xin giới thiệu đến quý Phật tử. Cái này là thầy đăng ký thỉnh sách ở ngoài chùa của sư, gửi vô trước khi được gặp sư. Thì sư có sư viết nhiều sách lắm, mà trong đó thì thầy thấy có cái quyển sổ tay thực hành thiền định đây. Trong đó sư có dạy cho mình về 40 cái đề mục, trong đó có cái đề mục hơi thở. Hồi nãy quý vị nghe sư giảng cái gì là quý vị sẽ thấy có trong đây, cũng như là rõ hơn nữa là phương pháp thực hành thiền định. Dạ. Thì nay mai thầy sẽ in cái này để thầy gửi tặng cho quý Phật tử để quý vị nắm. Nó được nữa thì quý vị học thuộc. Kính thưa sư, là chúng con rất là biết ơn sư. Không có gì hạnh phúc bằng được làm đệ tử của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Và hạnh phúc hơn chúng con được sư bằng kinh nghiệm tu tập, tuệ giác và từ tâm của sư đã chia sẻ cho Phật tử chúng con. Có thể nói không có hạnh phúc nào đổi được bằng hạnh phúc khi được thực tập giáo pháp của Phật. Bằng tất cả lòng tôn kính, con cũng như là quý Phật tử xin phép sư cho chúng con được